cũng kể tâm sự là cái show đó bị lỗ, cũng nghĩ ai cũng buồn buồn thôi, đi ăn rồi xong đi xem phim, rồi nhà dưới quê thì có công việc, thì kêu muốn đi du lịch chơi không, đi về quê bỏ chơi, về quê bỏ Phan Thiết, bà này bỏ mê trai, bỏ nghe nói về Phan Thiết cái bới quạt đầu luôn. Chào hai em. Dạ, chào chú Vinh Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Rồi, dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con là Bảo. Thì con năm nay con năm 94. Quê con là ở Phan Thiết nhưng mà con lập nghiệp ở Sài Gòn cũng 8 năm rồi. Thì bây giờ thì đang có một cái công ty riêng về truyền thông. Mời em. Dạ, con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Ngân. Hiện tại là con đang phụ chồng quản lý phim trường à. Phim trường con là bên Storm Home à, ở quận 12 và quận 2. Hai vợ chồng Bảo dạ. Lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu nè? Con là lúc đó là mới vô nghề thôi à. Lúc đó là đang làm diễn viên, gọi là diễn viên quần chúng ít cha. Đang quay thì bà này nè, vợ con thì bà đang thiếu một cái vai thầy đồ. Mới thấy con đứng nó kêu vô dụ. Kêu à bạn ơi, bây giờ mình vô vai thầy đồ đi, mình được lên hình thấy cận mặt. Thì lúc đó mình ít cha mà mình nghe cận mặt mình khoái lắm. Ủa, lúc đó là vợ, dạ. Vợ làm phải cho dạ chị? Làm bên trợ lý. À, trợ lý đạo diễn. Dạ, trợ lý đạo diễn. Đó rồi nghe khoái lực lên hình cái khoái. Ai nhẹ ra có thấy lên hình lên mặt đâu, bị ngồi ngoài nắng làm bách rau. Con đã bị dụ. Dạ bị dụ. Gặp vợ là con đã bị dụ. Dạ. Rồi sau đó cái bà thấy mình ngồi ngoài nắng quá thấy tội lỗi, tới che cái dù. Nguyên một nhóm ngồi luôn mà không chê ai, chê mình con thôi. Đó. Cái là để ý em rồi. Khổ nổi là trong một cái dàn ép cha con tại người già không mà. Có mình anh này là trẻ thôi. Nên là thôi con phải dụ để vô vai đó, không là chị sếp con la chết luôn á. Nhưng mà lúc con chê dù là con suy nghĩ gì trong đầu mà con rang chê dù cho bạn? Con suy nghĩ là chết rồi, giờ là không lên mặt rồi. Thôi kệ che để sau này lỡ con ăn nói được. Rồi khi nào thì bắt đầu có cảm tình với nhau? Dạ thì cũng nói chuyện với nhau rồi xong xin số. Cũng kêu à bạn ơi hình đợt này không có lên hình đâu, thôi cái gì đợt sau cái gì à, mình gọi mình đền bù cho. Với lại cái lúc mà con làm thầy đồ thì cũng có chụp hình cho con. Chuyện qua chuyện lại thì hai người nói chuyện về công việc rồi về học hành rồi bạn bè sao thấy hợp với nhau á, rồi hai vợ chồng con tìm hiểu với nhau luôn. Quen nào không biết? Dạ quen, thích hồi nào không hay. Con là như đâu chỉ là thấy là giống như là một người bạn thôi, mà tính anh này rất là cảm thấy rất là tốt, thẳng tính. Một ngày nhắn chắc một tin thôi. Đó. À, mỗi người nhắn xong rồi để 1-2 tiếng sau mới trả lời, không có nhắn liên tục. Đó. Nhưng mà một hôm thì cũng kể tâm sự là cái show đó bị lỗ. Cái show mà con quay thầy đồ á thì bị lỗ. Lương cộ thì kia cũng bị chậm á, thì cũng nghĩ ai cũng buồn buồn thôi, đi ăn rồi xong đi xem phim. Cái hôm đó cũng bị bão nên cũng bị dời show luôn, rồi nhà dưới quê thì có công việc. Thì kêu muốn đi du lịch chơi không? Đi về quê bỏ chơi. Về quê bỏ Phan Thiết, bà này bỏ mê trai, bỏ nghe nói về Phan Thiết cái bới quạt đầu luôn. Mê trai vừa mê biển hả? Dạ. Nghe Phan Thiết lại muốn đi luôn á. Dạ. Phan Thiết, dạ. Nha Trang, Vũng Tàu. Dạ, kêu dưới biển nó đẹp. Mấy cái nơi đó là dễ dụ lắm á. Mà có điều cái nhà con là có một phòng ngủ à. Thì ba mẹ ở trong phòng ngủ rồi thì hai đứa ngủ ở ngoài phòng khách. Lúc đó hai đứa ngủ xa lắm, mà nằm cách nhau cũng mét á ha. Hơn mét á. Thì con trai gái nằm đâu dám nằm gần đâu, sợ mà. Ai nhà nhà có con chó. Hôm đó nó sủa gâu gâu gâu. Nó hú nữa con. Nó hú nữa. Phải sợ phải làm xét gâu rồi xong xét rồi con. Rồi đó rồi nằm xét với nhau thì kiểu như là mình có cái mình đụng điện nó giật á chú. Điện nó giật á, cái xong mình lăn của mình ôm nằm im luôn. Nằm im cho ôm luôn. Đó là chắc là, dạ. Là mới thấy có cảm tình với nhau. Dạ. Dạ. Là thấy là đây rất là vòng tay ấm áp, khi mà trói tru lên thì có người che chở. Là chắc là có cảm tình trước rồi nhưng mà chưa có cơ hội đi rồi. Dạ, vô không có cảm tình làm sao mà về đúng về. Rồi không đứa nào ngủ được đâu đúng không? Dạ, dạ. Không ngủ được đâu mà giả bộ lắm chú ơi, ngái giả bộ ngái nữa, giả bộ ngái luôn hả bà? Không mà mấy ngày sau lại còn rủ đi biển. Chưa lần đầu ra biển đẹp quá, lại công việc em cũng lúc đó cũng chưa anh em đâu, Ngân với Bảo không mà cứ công việc Ngân chết nhiều quá, nó cũng không được đi du lịch. Đợt này cũng có Bảo đi du lịch chơi rồi đứng giơ tay rồi ngắm nè, thấy đi tennis đó, tennis đó. Rồi thôi. Rồi đó. Rồi. Dạ rồi, hôn luôn. Nhưng mà hôn lúc đó cũng không dám hôn tại lần đầu tiên mà cũng sợ đâu dám hôn đắm đuối đâu, hôn kê môi hôn một cái rồi sao rồi
hai đứa nói chuyện hồi rồi có tình cảm rồi từ nó xét đánh đó. Dạ. Rồi sau đó là đi về Sài Gòn. Dạ. Được, tụi con chơi đó được mấy ngày? Dạ à, cũng được một tuần á. Dạ cũng được một tuần. Dạ. Thôi tuần là mặn mòi lắm rồi. Tuần là đủ rồi. Gió biển rồi này kia nọ là đủ mặn lắm. Dạ. Rồi về Sài Gòn sao, cuộc sống bắt đầu thay đổi không? Dạ có, về Sài Gòn là tụi con bắt đầu thấy nhung nhớ rồi. Là xa là thấy nhớ rồi nên thôi để con dụ ảnh qua nhà ở chung luôn. Còn qua ở chung luôn. Dạ. 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 Ủa nhưng mà là Bảo là ở nhà thuê. Dạ rồi còn nhà thuê. Em là có nhà thuê không? Dạ không, dạ con đi. Dạ con ở thành phố đây luôn. Nhưng mà ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ ở chung ba mẹ luôn. Nhưng mà sao Vũ không được? Hốt về ở chung luôn, ba mẹ đồng ý không? Dạ không, lúc đó là lén. À. Lén luôn là có mình mẹ biết thôi. Mẹ lúc đó mẹ vợ rất là thương Bảo. Bảo luôn. Cái lén cứ tối là chạy xe máy qua. Đó đến 4 giờ sáng á là ba chuẩn bị dậy á là hai đứa xách xe đi tập thể dục. Đợi ba về đi ngủ tiếp. Vậy đó hả? Dạ, tại lúc đó ba không có biết. Thì chỉ có mẹ biết thôi. Lén được bao lâu chứ cho mẹ? Dạ lén cũng được cỡ tháng á. Cỡ tháng thì nói chung ba đâu phải là ba không biết đâu, ba biết nhưng mà ba hiền, ba không có nói. Thì ba thấy cũng một tháng trời ơi sao thằng này ở nhà tao hoài vậy. Rồi ba mới kêu bây giờ ba xuống nói chuyện với hai đứa. Bây giờ là ba nói với lại hai đứa là bây giờ thằng Bảo có muốn là lấy Ngân làm vợ hay không, bởi vì Ngân cũng là con gái mà tự nhiên ở đâu một thằng trai nó vô nó ở rồi hàng xóm người ta nói này nói kia sao. Kêu dạ thì con cũng nghĩ Ngân sẽ là vợ con muốn Ngân là vợ con. Thì ba kêu nếu mà nói như vậy thì ok con cứ ở đây coi như là con ở rể trước khi cưới. Nhưng mà phải có một cái ngày là ba mẹ con vô đây nói chuyện với lại dạ phải làm đám hỏi cho con gái của bác còn có này có kia tự nhiên ở đâu con trai rồi nó ngủ rồi xong rồi vài bữa con quất ngồi chia phong rồi sao. Dạ dễ thương lắm rồi. Dạ đó rồi xong rồi con nói chuyện lại ba mẹ thì ba mẹ con lúc Ngân về cũng quý lắm, tại ngày đầu gặp là không phải như mấy những người con gái mà cứ như say sưa bả không có son phấn gì hết trơn á, lo làm quanh năm luôn. Thì con cũng là cái gu con cũng muốn một người vợ là cũng lo cho gia đình như rồi vậy. Sau đó dạ. Thì bao lâu thì mà gia đình em mới lên? Dạ cũng cỡ nửa tháng hay một tháng gì đó ha. Rồi quyết định bao lâu cưới? Dạ thì quyết định là coi đám cưới á, coi lịch á là cuối tháng 12. Rồi ba mẹ lên đám hỏi hai vợ chồng thì lúc đó cũng lỡ có em bé trước. Xả láng luôn. Dạ, nghe có đám hỏi rồi cái xả láng luôn, ai nghe nó xả thiệt. Dạ rồi xong. Cưới sớm không con? Dạ có cưới sớm luôn. Phải cưới liền. Dạ phải cưới liền vào tháng 8. Dạ. Áo bu vô nó chập. Dạ. Rồi cuối cùng cái coi lịch từ tháng 12 cưới và cuối cùng vào tháng 8 là cưới. Tháng 8 cưới luôn. Dạ tháng 8 cưới luôn. Hai vợ chồng. Hai đứa nó có cái chuyện tình cảm dễ thương không? Vậy là con được mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Hai đứa rồi. Dạ. Dạ. Bắt đầu. Dạ cưới một năm một đứa. Dạ hai năm 2017 là gặp nhau, 2018 là cưới, 2019 là đứa đầu, 2020 là đứa sau. Trời, vậy đó hả? Trời, từng năm từng năm. Từ lúc nào thì hai đứa bắt đầu chuyển qua cái việc mà mình kinh doanh cái phim trường rồi này kia? Dạ cách đây cũng một năm là hai vợ chồng con có dự định là làm rồi. Không, cách đây cũng hơn năm là năm rưỡi á, hai chồng có dự định làm rồi. Trong lúc đó hai chồng con còn từ trợ lý, con làm cũng nhiều mảng lắm, cách tin rồi xong kiếm bối cảnh rồi con làm, nói chung là hai vợ chồng con làm nhiều mảng với nhau. Rồi nghĩ cũng chạy bối cảnh này kia, đang thấy mình thiếu những cái phim trường kiểu như biệt thự này kia á. Thì hai vợ chồng cứ thôi cố gắng làm kiếm tiền để dành rồi mình làm một cái gì đó để mình đang thiếu về cái mảng của ngành mình, sẵn mình cũng chuyên á. Dạ đó rồi con mở cách đây cũng hồi đầu tháng 4 được đất cái của mình luôn. Dạ con thuê lại thôi à. Tại villa cũng mấy chục tỷ một căn nên không đâu có tiền quá. Dạ đó được. Dạ rồi được cái thứ nhất thứ hai rồi, bây giờ con có cái thứ ba rồi. Dạ. Dạ. Quá tốt quá, dạ. Quá hay ho luôn. Dạ. Rồi coi như là sau khi cưới rồi về ở chung với nhau thì bây giờ đến cái đại hội vạch mặt, kể về tật xấu của cái đối phương, cô ấy có tật xấu gì không Bảo? Dạ vợ con hả, cầm ràm thôi, thì phụ nữ mà cầm ràm với lại kiểu như là mỗi lần mà đi đâu á lâu lắm đèn sàn làm gì con cũng không biết nữa, chờ hoài cứ làm việc vặt rồi soạn này rồi cái hồi mà ở không thì lo bấm điện thoại để chết công việc. Rồi cái hồi chuẩn bị đi thì đem đi thấy đồ này bừa bộn thì dọn cùng làm bị trễ giờ hoài luôn.
kiểu như là mặc đồ cũng kiểu như không có hơi xe xua á, đôi khi cái con đi với lại những người khách hàng này kia bảo có mặc đồ ta nhìn ghê lắm kìa. Cũng xử rồi hồi cái hồi rồi đó. Không quan trọng. Dạ không, không quan trọng hình thức á. Dạ. À, phải là người phụ nữ của gia đình không? Dạ. Ăn rồi dọn dẹp này nọ rồi. Dạ không, không, nói chung là nấu ăn cũng ngon lắm mà không bao giờ nấu. Không thích nấu. Cái nào hứng lên mới nấu. Đa phần là con nấu không à. Dạ. Rồi dọn dẹp thì cũng dọn kiểu như cũng gọn gàng nhưng mà không phải là lúc nào cũng dọn thì có cũng nóng tính không? Dạ có, hai chồng cũng người nào cũng nóng hết nhưng không, mà không, cô dạ, ấy có nóng tính dạ có. Cũng nóng tính luôn. Cũng quạo lên là la làng nhưng mà cũng hết hồi thôi rồi cứ cũng không có nó có đập đồ đập đạc không? Dạ không, không đập đồ. Thôi cũng được. Dạ. Bây giờ nóng mà phải la thôi chứ ém dạ. Rồi. Bể ruột non mà chết đúng rồi. Dạ. Rồi giờ em. Trời. Sao bảo có thật xấu không? Tật xấu lớn thì không có chú, nhưng mà tật xấu nhỏ thì đầy ra luôn. Ví dụ như là vấn đề ăn uống đi, cái món mà chồng con thích á, mà thí dụ đang thích lắm nha, mà về á mà thấy người ta ăn hết á là coi như là thôi nhịn ăn luôn, không thèm ăn, giận không á, giận nhịn ăn luôn. Dạ đúng rồi, giận luôn. Hoặc là món đang ngon đi mà lỡ tay mà người khác mà lỡ ăn miếng trong cái dĩa đó, không thèm ăn gì đó luôn. Người nào ăn ở nhà, ở với ai? Ở nhà ở chung với ai? Ở chung ba mẹ không? Dạ có mẹ vợ, mẹ chồng, ba chồng mẹ vợ. Với lại có con gì, nữa. Ba chồng mẹ không, vợ. Ba vợ, à, ba vợ. Ba vợ, ba vợ. Mẹ vợ, lại mẹ là... mẹ chồng. Mẹ chồng. Dạ. Tại có kêu bà nội lên để chăm em bé phụ á cô chứ. Dạ. Mà sao có hút thuốc gì, uống rượu uống bia vậy không? Dạ không, chỉ lâu lâu là căng thẳng quá hút thuốc thôi. Nhưng mà hút thuốc là bị con dập liền luôn, tại con không thích. Dạ hồi hồi đó là có hút, nhưng mà sau cái quen mà này thì bị dị ứng khói thuốc á nên con bỏ. Dạ. Nhưng mà đợt vừa rồi cái làm cũng nhiều việc á, tự nhiên thức khuya thì mình cầm một hai điếu mình hút. Hút cái bả chửi thôi cũng không bỏ luôn. Bỏ luôn. Không mà bỏ. Dạ. Con ơi hút thuốc. Dạ đúng. Dạ. Ngân á thì là mỗi lần mà trước khi đi ra khỏi nhà thì hay có như là làm lũ những cái công việc. Dạ. Dạ. Thế thì anh ấy thì sao? Trong công việc, trong tất cả mọi thứ thì có nhanh nhẹn không? Dạ, vợ chồng con thì công việc thì rất là nhanh nhẹn luôn. Nhưng mà nhiều lúc bị hấp tấp á chú Thuận. Bị hấp tấp có nghĩa là quyết định nóng vội á. Là dạ đúng rồi. Dạ, quyết định nóng vội đôi khi công việc cũng bị lừa mấy lần rồi. Giống như làm việc mình kinh doanh, con cũng kinh doanh riêng á, làm giày á. Thì cũng kiểu như là mình làm ăn mình tin tưởng á, cũng không có hợp đồng gì hết trơn á. Rồi bây giờ hai đứa con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ con chỉ muốn vợ con là nói chung là cầm ràm thì vui nhà vui cửa thì cũng không cần thay đổi cầm ràm đâu. Thì cần thay đổi là cái cách kiểu như ray ra đường mình chỉnh chu tí, mình biết lo cho bản thân, xe xù tí thôi chứ cũng không cần phải xe xù như son môi đánh phấn mắt cúp đậm hay này kia đó. Con chỉ cần cho mình nhìn mình sang sang tí. Cái đó đúng, okay. Cái mong muốn nó là được đó. Là, dạ, là đó, như vậy đó thôi. Còn tính tình vợ con thì ai cũng có tính xấu mà. Nói chung có tính xấu thì nó vui nhà vui cửa thôi. Vậy luôn á. Dạ. Con thì thấy chồng vậy là được rồi. Đừng có thay đổi thì... Nếu thay đổi đâu phải là chồng con nữa. Hay quá. Nhưng mà vậy nè, cái thực ra mà nói, cái mà chồng con nói con kiểu như là xe xua lên một chút theo cô là ok đó. Dạ. Tại vì con biết sao, con có một khuôn mặt rất là xinh xắn. Dạ. Đúng không? Xinh xắn. Dạ. Thì nếu khi mà mình biết sửa soạn, mình sẽ xinh hơn, mình sẽ đẹp hơn. Dạ. Thì như vậy đầu tiên nó có lợi cho mình trước. Quần áo, mình không cần là quần là áo lụa. Dạ. Nhưng đúng mà rồi. Nó tôn cái vóc dáng của mình lên. Dạ. Tự nhiên mình nhìn rất là nền nã nhưng mà rất là gợi cảm. Dạ. Đó, đấy, cô đó. Là gì đó, hiểu dạ. Không? Dạ. Đó thì chồng con dạ. Sẽ có một cái điều gì con biết không? Sẽ hãnh diện. Đúng sẽ rồi. Hãnh diện là dạ. Tức là đi thấy người này người nọ dòm ha, thấy bé này người này dòm là mình hãnh diện. Mình đàn ông mà đúng không chú? Mình bố, dạ mình vợ mình. Bố dạ. Ai mà đi khen vợ chú đẹp chú khoái lắm luôn. Dạ đúng rồi. Con vậy. Thôi thôi hy vọng là con đó sẽ có một sự thay đổi nha. Yeah. Yeah. Thay đổi để mà con đã đẹp rồi. Nếu như con thay đổi hơn chút nữa thì con sẽ đẹp hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi cảm ơn hai con. Dạ cảm ơn cô chú. Mẹ vợ em bây giờ mới gọi điện cho em. Khi mà em nghe điện thoại là em cũng sốc lắm, bởi vì là mẹ nói là không biết nó sống hay chết bây giờ như nào con ạ. Nghe đến đó là em biết là nặng lắm rồi. Em ngồi đó em chờ khi mà cô tỉnh dậy thì cô thấy em ở bên giường bệnh rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào
chào cô. Con chào cô anh. Vân ạ. À, em chào anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em ngồi. Chào cưng. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh chị hết. Dạ. Lời đầu tiên cho phép Đinh Hương Vy Trường xin được gửi lời chào thân ái và những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em năm nay được 36 tuổi, hiện tại thì em đang là ca sĩ. Ba em. Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Lê Thu Hương, em năm nay 33 tuổi ạ, và em cũng là ca sĩ ạ. Hai em đã có em bé chưa? Tụi em hiện tại đang có một bé trai được 16 tháng ạ. Kể cho anh biết đi, hai vợ chồng lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Bọn em thì ngày xưa là cùng là ca sĩ, đi hát với nhau ở ngoài Hà Nội, đi hát phòng trà. Cái thời gian đầu là em biết cô này không biết em. Mỗi lần em đến á, lúc em chuẩn bị hát thì là cô hát xong rồi cô đi mất rồi. Nhưng mà lúc đó là Trường đã hát, đã tham gia chương trình Chưa, lúc đó là em chưa vào Sài Gòn và em chưa tham gia chương trình Vietnam Idol. Em cũng để ý cô bé này là làm cùng chỗ với mình, cũng xinh xắn, cũng dễ thương, cũng hát cũng hay. Thời gian sau đó thì tụi em có duyên được diễn chung một cái chương trình đi tỉnh, được đi chung xe với nhau. Và cô ngồi ghế trước em mới có cơ hội để chuyện trò. Với Thu Hương thì em ấn tượng gì nhất ở Thu Hương? Ấn tượng nhất với vợ em lúc đó là làn da. Làn da cô rất trắng. Em thì thích phụ nữ là phải có làn da trắng. Tại vì em cũng trắng. Đã không phải. Hương ấn tượng ở Trường là điều gì? Lúc mới đầu gặp anh Trường thì em cũng chưa có một cái ấn tượng gì lắm. Có những buổi mà em hát ở phòng trà, gửi xe ở ngoài, em có nghe thấy một giọng nam hát rất hay. Quay lại sau, giọng giống Lam Trường thế. Ngày xưa Lam Trường là ấn tượng của em. Vâng. Cuối cùng lúc đi vào thì ra là anh Trường. Lúc đó thì bắt đầu em mới để ý đến anh. Cũng là anh Trường nhưng mà không phải anh Lam Trường. Đúng rồi, cũng phải. Mà Lam Trường cái thời đó là nổi như bài mùa. Lúc đấy anh Lam Trường, em cũng chỉ nghe nhạc của anh Lam Trường không, và em hát lại hơi bắt chước anh Lam Trường một xíu, mà toàn hát bài của anh Lam Trường. Em hát thử một câu giống Lam Trường nữa. Chị đang bây giờ đề nghị giống như em. Bây giờ thì lại không giống nữa rồi ạ. Cứ hát đi, không cần. Cái bài nào mà em cho rằng nó giống Lam Trường chứ? Cái bài mà em thích nhất của anh Lam Trường vẫn là bài Tình Thôi Xót Xa. Nhưng mà bây giờ em hát thì không thể nào mà giống được như lúc trước em bắt chước, là bây giờ em hát đúng theo kiểu của em. Em hát, em cứ hát đi, còn không là tới anh hát đó nha. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Làm Trường vô nha. Chú dinh cao, hoa lá lâm lênh đênh, nụ hôn thương anh theo em rồi. Hay không? Tiếp trường này xóa đi để đỡ lại cho anh Lâm Trường giùm chị. Như kiều thắm say cho hôn ngất ngây, cuộc tình ở dài lâu ngô sâu vòng tay em ai. Hay quá. Lắp trường. Hương nữa, Hương hát cho chị nghe đi. Hương hát cho chị giọng nghe. Giọng hay lắm á. Anh đang nghe lần nào đâu ạ? Thêm một bài nữa đi. Em vợ em hai vợ chồng song ca được không? Vợ em thì là một ca sĩ mà hay hát đạt nước ngoài, toàn hát tiếng Anh thôi ạ. Thế kể câu cũng được em. Hương hát đi Hương. Bất cứ một bài gì vợ cảm thấy là vợ hát được ngay lúc này thì vợ hát. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you got me cool, just like you knew you could. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. Hay quá. Trời ơi, hai vợ chồng thiệt á, coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai mà không ai hơn được ai luôn á. Bây giờ mình vô thẳng nữa cái giai đoạn mà các bạn yêu nhau đi. Dạ. Năm 2008 là em bắt đầu em thi Vietnam Idol, thì bắt đầu 2009 em bước chân vào Sài Gòn. Chính thức em sống tại Sài Gòn từ năm 2009 cho đến 2014. Nghĩa là khoảng 5 năm là tụi em xa. 5 năm yêu xa. Yêu xa 5 năm luôn. Dạ. Wow. Coi như là cứ anh đầu xong em cuối xong vậy đó hả cưng? Ai có thời gian rảnh thì lại bay ra, bay vô, gặp nhau thăm nhau vài ngày. Nhưng mà trong thời gian xa như vậy, có những kỷ niệm hay những cái biến cố gì mà nó là không thể quên được á, ở trong cái cuộc sống của hai đứa tụi em không? Đối với em thì lúc đó nó là biến cố, bây giờ nó là kỷ niệm rồi. Tức là cô này lúc đó cô ấy sinh viên của trường đại học ngoại ngữ, có thời gian mà đi du học ở bên Trung Quốc nữa. Đài truyền hình Quảng Tây và đài truyền hình Nam Định hay mời cô sang bên đó để biểu diễn vào những dịp lễ, dịp Tết. Mỗi năm cô đều qua đó 1-2 lần để biểu diễn. Thì là năm 2010 bị tai nạn bên đó, đi xe ô tô của đài truyền hình luôn ạ. Trên xe có 4 người,
bị lật trên đường cao tốc. Thì là có hai người mất ngay tại chỗ, còn một người thì là sống thực vật. Cô này thì cô ấy đúng là may mắn thôi, là chỉ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn. Ủa. Là kính đâm vào người bất tỉnh, xong rồi tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Bao lâu mới tỉnh lại? Mẹ vợ em bây giờ mới gọi điện cho em, mà lúc đó em lại đang quay một bộ phim truyền hình trong này. Khi mà em nghe điện thoại là em cũng sốc lắm, bởi vì là mẹ nói là không biết nó sống hay chết bây giờ như nào con ạ. Nghe đến đó là em biết là nặng lắm rồi. Em cố quay xong ngày em đó thì em xin đạo diễn là dồn lại tất cả những buổi quay của em sang ngày khác cho em xin nghỉ vài ngày để em ra. Thế là em cũng sắp xếp được công việc, sau đó em ra thì em đi liền sang Trung Quốc. Đi đến Trung Quốc thì sang đó cô vẫn bất tỉnh. Em ngồi đó em chờ, khi mà cô tỉnh dậy thì cô thấy em ở bên giường bệnh rồi. Có nghĩa là mở mắt ra là em thấy trường đầu tiên. Dạ. Ồ, trời ơi, lúc đó cảm giác em sao? Lúc đó thì em nghĩ là em mơ thôi, cũng như là một giấc ngủ dài ạ. Thì em thấy anh ở bên cạnh và thấy mẹ em có hỏi là ố sao mẹ với cả anh lại ở đây. Sau đấy thì bắt đầu em mới biết được là chuyện gì xảy ra. Rồi ở bên đó bao lâu thì mới về Việt Nam? Dạ em ở bên đó 2 tuần ạ. 2 tuần, như vậy là trường chắc ở được mấy ngày thôi đúng không? Dạ vâng. Lúc mà anh Trường anh đi thì thực ra là có mẹ em bên đó rồi. Cái lúc đó là em đã thấy yên tâm rồi. Yên tâm rồi, đúng rồi ạ. 2 tuần xong em về Việt Nam, em có phải nằm viện tiếp nữa không? Dạ không, em ở nhà mẹ em chăm em. Dưỡng thương bao lâu thì em bắt đầu hoạt động trở lại được? Dạ tầm 4 tháng á. Đi lại bình thường là mất một khoảng thời gian là bao lâu? 1 năm ạ. Một năm, tại vì là bác sĩ có hẹn là 1 năm sau quay sang bên đó để lấy đinh, lấy nẹp trong chân, trong tay ra. Yên tâm rồi, đi lại được luôn. Yên tâm rồi. Thì cỡ chừng chưa được 1 tháng sau, đang đi bộ thì tự nhiên là chân khuỵu xuống. Có người ta không biết, người ta đỡ thì người ta cũng sốc lên thì đúng vào cái phần tay này, người ta kéo tay nó ở đó thì gãy luôn cả tay cả chân, đúng. Ôi, vết cũ luôn. Tức là tháo ốc tháo này kia nọ đó. Trời thì cái đó nó chưa lành, dạ, nó cũng chưa có thể lành. Dạ vâng. Nên khi mà cọ sát đụng nhẹ là vỡ ra, tức là gãy ở trong đó luôn. Cái lần đó thì các chị nghe kể không? Kể mà em còn ớn á. Thấy đau lần đó thì em cảm nhận hết mọi đau đớn là em cảm nhận hết. Tại còn cái lần đầu tiên thì là em bất tỉnh thôi, đúng không? Ông là đau nhất. Vâng. Thực ra là lúc đó em chỉ muốn là nếu mà phải là em thì em gánh hết cho cô thì cô đỡ phải chịu đau đớn, vì em còn có một điều mà đến lúc mà em còn cảm thấy nếu mà mình như vậy mình cũng đau đớn này. Khi mà cô ấy bị như vậy thì là đưa vô bệnh viện cấp cứu ngay, mà xui cái đúng ngày đó là ngày 1 tháng 5. Vô nằm chờ 3 ngày thì mới được bác sĩ về, đi về thì mới được. Trời ơi, 3 ngày trời. 3 ngày trời nằm nẹp tạm thôi, nằm đó. Thôi. Chân nó cứ lùng lẳng. Thế em mới bảo là mình con trai, mình là đàn ông con trai mà mình gặp trường hợp này có khi là mình còn đau đớn nữa. Vậy là giữa cái mà lúc đó với cái đau đẻ đó là coi như đối với em là bình thường luôn, đúng không? Dạ, là đúng rồi. Đi. Thực sự người ta nói không gì bằng đau đẻ, nhưng mà cái đúng kiểu vậy. Của em mà gãy lại là chị nghĩ nó đau kinh hoàng lắm, đúng không? Dạ, đúng rồi. Và tụi em là kết hôn được mấy năm rồi? Hơn 5 năm rồi ạ. Hơn 4 năm sau, 4 năm sau thì mới có con. Khi mà Thu Hương lành hết thì dĩ nhiên trên người sẽ còn có những cái vết sẹo. Khi bắt đầu em nhìn thấy những cái vết sẹo đó, thật sự anh đang muốn nghe cái suy nghĩ của em lúc đó. Em nghĩ là anh là đàn ông nên anh rất là nhạy bén trong cái chuyện này. Nó thực sự là em cũng thời gian đầu mà em nhìn những vết sẹo của vợ em sợ, nhìn đã sợ rồi, biết nào nó dài như con rết ấy, nó còn nổi lên nữa, sẹo lồi mà. Xong rồi sờ vào là mình thấy rung mình à. Lúc đấy em cũng căng thẳng lắm, em bảo bây giờ chạm vào mà mình còn thấy sợ. Em phải cũng phải mất một thời gian dài để em tập làm quen cái chuyện này. Nhìn thấy vết sẹo của người yêu mình mà mình không thấy sợ này, chạm vào nó mình thấy bình thường này. Cuối cùng là em cũng làm được. Và bản thân cô ấy lúc đầu cô còn ngại, nhưng bây giờ cô không cần phải che sẹo thì lúc tụi em trong cái khúc mắc về tình cảm. Sau khi bị lần thứ hai, cô ấy lo lắng quá. Cô nghĩ rằng cô là người vô dụng, cô ấy sẽ không thể nào cô đi lại được bình thường, sẽ trở thành người tàn phế. Bởi vì cô mất 2 năm là tự nhiên là thành một người không đi làm, rồi là không có thu nhập, rồi là mẹ phải nuôi. Cho đến cái chuyện mà vệ sinh cá nhân là cô cũng không tự làm được, nên cô cảm thấy là cô tự ti và cô cảm thấy cô ấy vô dụng vô cùng. Cô ấy đòi bỏ em, giải thoát cho em đó, cho em đi yêu người khác. Đúng không? Đó. Mà dễ gì em chịu, đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của em nó mâu thuẫn lắm á. Lúc đó là rất yêu anh, bởi vì là cái tự ti về bản thân á, cho nên là em muốn giải thoát cho anh, cũng bởi vì là muốn tốt cho anh thôi. Anh có nói với em một câu cả cuộc đời em không bao giờ quên: em cứ yên tâm, cho dù em có tàn phế cả đời, em có phải ngồi xe lăn cả đời thì anh cũng vẫn sẽ yêu em, anh vẫn sẽ lấy em làm vợ, chăm sóc em cả đời. Tụi em đúng là sanh ra để mà gọi là phải là của nhau. Bọn em lúc đó thì nó có thể là nó là cái biến cố, nhưng bây giờ thì nó là cái kỷ niệm.
ký ức đẹp cỡ mấy mà vô đúng cái format của chương trình là cũng đến phần nhì là cũng phải nói xấu với nhau. Mà thực ra mình nói để làm gì? Mình nói để cho mình hoàn thiện hơn, để cho cái gia đình mình gắn kết hơn. Yeah. Chứ không phải nói là để mà bươi móc, không phải vậy. Cái mục đích của chương trình là như vậy. Vì tập xấu à? Vừa cứ chia sẻ, vừa chia sẻ cho anh chị, cho mọi người biết là chồng có những tật xấu gì. Vừa cứ nói đi. Anh Trường thì anh ấy có mỗi cái tật xấu mà em hơi khó chịu một chút. Anh ngủ hay ngáy lắm, mà ngáy to. Nếu mà đều thì không nói chuyện làm gì. Cái đó khổ lắm em. Đang ngưng, em tưởng là êm rồi, tự nhiên là cắm một cái. Đúng rồi, là giật mình không ngủ được luôn. Mình không biết em. Nhưng mà dạ, em đúng rồi, tâm mình là không có qua được. Với cả thực ra là khổ lắm, với cả khổ lắm luôn á. Thực ra là bình thường thì ngáy cũng là nhỏ, nhưng mà nhậu về mệt xỉn thì ngáy to hơn nhiều anh. Anh nhậu về đó, ngáy một cái muốn sập cái phòng. Khổ tâm lắm em ơi. Tới mức mà mình buồn cũng buồn. Ghi âm lại nghe lại xong cái buồn lắm kìa. Lo lắm. Mà cái gì đâu buồn, cái đó không phải tật xấu. Không, anh rất sợ cái tiếng ngáy của anh làm việc. Nhưng mà em có biết là sau đó là mình sẽ bị ghiền không? Nếu mà những cái bà vợ á, chị không biết em như thế nào, nhưng mà chồng chị cũng ngáy dữ lắm. Nhưng mà giờ không có tiếng ngáy ngủ không ngon. Tại vì á, quen rồi, thành ra là nghe tiếng ngáy là à, mình đang được bảo vệ, mình đang có người bên cạnh mình. Cái lúc mà chưa lấy nhau á, em không mấy bận tâm đến cái tiếng ngáy đâu ạ. Thậm chí là anh có ngáy to mấy thì em vẫn ngủ ngon. Thế nhưng mà từ lúc mà sinh bé, em lo bé không ngủ được. Tại vì nhiều lúc là anh ngáy to quá bé giật mình. Vâng. Trời, anh không hiểu sao nha. Hai đứa con anh đó, nó ngủ quen chung luôn với anh từ lúc sơ sinh đó. Đó. Quen luôn. Từ lúc sơ sinh cho tới bây giờ luôn á. Con em... bí ngô nó cũng ngủ rất ngon khi bà nó ngáy. Nó quen. Tức là vậy nè em, cái gì cũng vậy, nó phải có cái sự thích nghi. Và khi như vậy, tức là giống như mình sống chung với lũ. Là mình phải biết thích nghi với lũ. Giống như bây giờ ba nó không thể sửa được. Vì cái đó nó đâu phải tật xấu đâu mà sửa. Cái đó nó là cơ địa, nó là bệnh. Đúng rồi, nó là bệnh lý rồi. Thì mình phải sống chung với tiếng ngáy. Thì từ từ là thích nghi, sau đó là ghiền. Có tật xấu gì mà nó khác không? Thí dụ như là nóng tính nè, hay gia trưởng nè, hay là lượng thượng. Có gia trưởng không? À, gia trưởng thì tất nhiên là có rồi ạ. Thế nhưng mà cũng vừa phải thôi, đúng không? Có những cái tật xấu cơ bản của những ông chồng, đó là ở dương. À, cái này thì anh rất sạch ạ. À, có tật xấu là cũng đôi khi thỉnh thoảng là cũng hay về muộn, đúng không? Nhậu đó thì bây giờ em ham vui thôi ạ. Đó là ham vui đó. Ham vui là tật xấu đó. Ham vui là tật xấu đó. Giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em thì em chỉ muốn là anh đi với bạn bè, đi nhậu nhẹt nhé các thứ, thì cố gắng là uống ít một chút, về nhà sớm hơn một chút. Anh uống nhiều nó hay ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vì anh ấy bị xoang á. Thì mỗi lần mà anh ấy về anh khó thở lắm. Rồi là ngáy to nữa. À thì tất nhiên ngáy to rồi, nhưng mà anh ấy uống nhiều xong là về thẳng một ngày hôm sau là anh ấy ngủ bệt luôn. Thực ra thì bây giờ em cũng ý thức được hơn rồi. Lúc trước là vợ mà gọi là em gọi để một đấy, về ngay đây, nhưng mà thực ra là cái về ngay đây nó phải mấy tiếng sau em mới về. Nhưng mà bây giờ thì là em ý thức rồi. Em cũng không hay ngồi lên la cả quá. Hiểu được cái điều mong muốn của vợ thì khắc phục em. Rồi giờ tới em nè. Cô ấy có tật xấu gì không? Chỉ là những cái tật xấu nó nhỏ thôi mà em cũng kinh quen đấy. Thí dụ hay quên tai hại lắm anh ạ. Quên gì? Lắm lúc mà cô hỏi em là chồng ơi, đồ trắng này như nào đây? Vợ cứ để đấy, chồng tự giặt tay. Thì không hiểu sao ngày hôm sau thì em vẫn thấy cái đống quần áo trắng của em, quần áo diễn của em nằm trong máy giặt rồi, và nó thành màu cháo lòng. Thôi em phải thông cảm. Cái vụ đó là do cái sự cố mà ngã xe, tông xe, thuốc mê mà em. Thuốc mê bắt buộc là rồi, sẽ phải giảm bớt. Rồi, đã vậy còn xanh nở nữa là mau quên. Còn rồi, gì tiếp theo? Bảo thủ. Ấy. Cực kỳ bảo thủ luôn. Bảo thủ mà bảo vệ chính kiến của mình một cái cách gọi là cố chấp. Thôi xong. Cố yêu luôn. Cãi cho tới luôn. Tới thôi luôn. Xong. Còn những gì nữa không? Cô này ngoại cô bảo em ngủ thì hay ngáy thì cô ngủ hay gác. Gác mà toàn gác lên bụng lên ngực ngày sau thở anh. Thôi nào gác lên tới cổ không? Có lần em ngủ say là gác lên cổ. Rồi, và xong luôn là, rồi đó. Lúc đầu thì em còn khó thở, em không quen. Bây giờ thì quen rồi. Quen luôn. Lắm hôm em ý thức được là nếu mà em nhậu xong về em ngáy to là em sẽ tự trải nghiệm gì đất em ngủ để không phiền vợ, không phiền con. Em lấy gối em ôm, em lấy gối em gác. Nhất định là em phải có một cái gối đó thì thành quen. Nhất định là phải có người gác. Rồi bây giờ đến phi trường muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thay đổi cũng được mà không thay đổi cũng được, không sao cả. Trong đến giờ này là cũng quá hiểu nhau rồi. Nếu mà thay đổi được nữa thì là quá tốt. Thực ra là thay đổi để tốt cho cô ấy. Bớt bảo thủ đi thì tốt.
bớt bảo thủ cho bớt khắc khẩu cho nó khỏe đi đúng không? Dạ. Đó. Và em lúc trước là em còn hơn thua, bây giờ là em là thôi em nhịn thôi cho vợ về nhất. Rồi thôi chị, cảm ơn tụi em đã đến tham gia với chương trình. Dạ. Cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn anh chị. Tô Bàn kiến tạo chuẩn mực. Vì em là lấy anh của anh đó nên nhà em nói là như ba mẹ của ông bà ngoại em ngang vế với ba mẹ anh đó. Mà bây giờ em mà lấy anh đó nữa thì giống như ba mẹ em ngang vế với ông bà ngoại. Nó là hai xu gặp như vậy đó. Thì cũng ngăn cản, nói chung là không cho hai đứa đến với nhau. Dạ đúng rồi. Kính thưa quý vị, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng của Đinh Ứng Phi Trường. Và bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, cái đầm đẹp quá. Xin chào hai anh chị, mà hai anh chị giới thiệu về mình. Trước tiên em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình. Em xin giới thiệu là em là Võ Phước, năm nay là 34 tuổi. Công việc em hiện tại là đang làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Phước Trung Sài Gòn. Hiện tại đang hoạt động ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và quý vị khán giả. Em tên là Ngô Thị Thanh Nga, hiện em 35 tuổi. Em làm kế toán và kiêm quản lý tài chính cho công ty của ông xã luôn. Rồi thôi xong. Ông này cũng không hoạt động được ở đâu hết trơn. Không có hoạt động ngầm được. Có nghĩa là kế không đi đâu phải đi theo bà kế toán kiêm trợ lý nữa. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại cái thời gian yêu nhau. Lần đầu tiên anh gặp cô gái này ở đâu? Và có ấn tượng gì về cổ không? Thì hai vợ chồng là quê ở gần nhà nhau. Em ở xã Xuân Đông thì vợ ở xã Xuân Tây. Đó thì đi học chung trường cấp 2, chung trường cấp 3. Xong lên tới Sài Gòn thi đại học thì mới quen nhau. Lúc đó em lên đây em học trước. Nói chung là em với anh đó là có quan hệ là dì của em lấy anh ruột của anh á. Anh ruột của anh này lấy bà dì của anh. Rồi, hiểu rồi. Dạ. Đó cho nên là em đó. Lên là ủa, em... vậy là gia giới là ông phải kêu ông này bằng tới chú luôn, còn cậu thì đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Dạ. Thì lúc đó em lên em học trước thì em ở nhà dì em. Cái xong đến lúc năm sau anh lên á thì em đi ở trọ gần bên. Anh ở lại nhà anh của anh. Đó, thì quen nhau từ lúc đó. Từ từ hai đứa đi thi đại học xong rồi có thời gian đi làm thêm ở trong bán hàng trong siêu thị á. Dạ thế là cùng nhau đi làm, sáng đi làm chung tối làm về rồi này xin tình cảm từ đó. Đi làm chung khó khăn coi là, rồi chia sẻ cho nhau rồi là, mới nhìn thấy được cô này. Mưa dầm thấm lâu dạ. Nước chảy đá mòn. Yêu nhau mấy năm thì mới làm đám cưới? Dạ 8 năm. 8 năm. Dạ. Trong 8 năm tụi em yêu nhau á thì có lúc nào bị yêu xa không? Dạ có chị. Nói chung là yêu xa rồi biến cố nhiều lắm. Tại sao lại yêu xa? Tại vì trong cái thời gian mà anh đậu cao đẳng anh không học á thì anh làm đi bộ đội, là lúc đó là yêu xa 2 năm. Hai năm yêu xa. Trong cái khoảng thời gian đó là có khó khăn gì không? Có chia tay không? Dạ chia tay thì nhiều lần lắm. Chủ yếu là do quan hệ đó. Tại vì dì của em là lấy anh của anh đó nên nhà em là ông bà ngoại là gốc Bắc đó chị. Nói là như ba mẹ của ông bà ngoại em ngang vế với ba mẹ anh đó. Mà bây giờ em mà lấy anh đó nữa thì giống như ba mẹ em ngang vế với ông bà ngoại. Nó là hai xu gặp như vậy đó. Thì cũng ngăn cản. Nói chung là không cho hai đứa đến với nhau. Dạ đúng rồi. Yeah. Thời gian 2 năm đó là tụi em yêu trốn đâu mà. Nói chung là yêu mà yêu trong dấu không ai biết hết á. Cái khoảng thời gian đi bộ đội hồi đó chắc chưa có điện thoại để mà gọi liên lạc để mà nhắn tin chat chít được không? Vậy mỗi lần mà như là trao đổi thông tin với nhau thì bằng gì? Phần lớn là tụi em thời đó là viết thư. Lãng mạn. Dạ, sau cái thời gian 2 năm đi bộ đội á, em gom lại thư của hai đứa gửi qua gửi lại cho nhau á là chất thành một cái bao tải luôn. Wow. Bây giờ còn giữ không? Cũng dọn nhà mấy nơi nên cũng bỏ, chỉ giữ lại 1-2 cái cuốn nhật ký thôi. Em viết thư cho ảnh một tháng như vậy là có vào thăm ảnh một lần không? Dạ thường á là em về nhà, hồi đó em còn sinh viên thì một tháng em về một lần. Nhưng mà khi mà yêu anh á thì nói chung là một tuần em về một lần nhưng mà gia đình không biết đâu. Tại vì chỗ anh đóng quân á là cũng cách nhà em cũng cỡ khoảng mấy chục cây. Nên tuần nào á là thứ bảy á, là em đi vô chỗ anh á, là 3 tuần em vô chỗ anh á thì một tuần em mới về nhà. Nên không ai biết. Đến lúc nào thì gia đình em mới biết là tụi em yêu nhau? Lúc đó là anh ra quân khoảng cỡ 5. Lúc đó là hôm đó mẹ em điện thoại lên. Mẹ em nói là con nói với Phước á là về chở mẹ đi đắp thuốc ở dưới Vĩnh Long. Đến lúc đó em nói, mẹ em nói mà tay em rung á, xong rồi em dạ, xong rồi em kêu dạ xíu rồi con nói.
Mà lúc đó em nói chung là em cũng giống như mình bị vỡ hoài chị bao nhiêu năm, giống như kiểu tại vì nhiều lần là ba mẹ em cũng gây khó nhiều á. Em nghe vậy xong em nói với anh á, xong anh cũng không tin, anh nói em là ý là nói em hả giỡn với anh á. Nhưng mà lúc đó là mẹ ba mẹ em chấp nhận rồi, tại vì thời gian mà lúc anh đi bộ đội xong mà lúc mà anh ra quân á thì nói chung là ở dưới quê thì cũng nghe, nói chung anh cũng lên đây thì em một mình con gái trên đây thì anh cũng chăm sóc lo lắng rồi tính tình cũng được, nói chung là ba mẹ em cũng có theo dõi thì lúc đó thì mẹ em đồng ý. Mừng đúng không? Dạ. Yeah. Anh đấy là xách xe máy anh chạy về dưới, hồi đó chưa có xe ô tô đâu, anh xách xe máy anh chạy về dưới đó, anh chở mẹ em đi xuống Vĩnh Long đắp thuốc xong, đắp xuống xong rồi anh chạy về lại Vĩnh Long, và từ Vĩnh Long xuống Đồng Nai rất là xa, về hỏi mệt trong là không mệt. Không mệt rồi đừng nghĩ. Bây giờ đi ra ngoài Vịnh Hạ Long đắp thuốc không mệt. Vui á, phải lấy điểm. Rồi bây giờ khi mà lúc mà hai đứa về ở với nhau đó. Tại vì yêu xa nhiều đúng không? Yeah. Rồi vì cũng bị cấm cản nhiều. Đến khi bắt đầu hai đứa chính thức về ở với nhau á, thì là có những cái điều gì mà em bị vỡ òa là ít. Hồi đó anh đáng yêu như vậy, anh lãng mạn như vậy, bây giờ mình lấy về rồi tự nhiên anh có thay đổi một chút xíu không? Anh đam mê công việc, có thời gian anh bị stress, giống bị trầm cảm ấy chị. Thì lúc đó là xin nghỉ, em nói là xin nghỉ hẳn luôn nhưng mà anh không chịu. Nhưng mà lúc đó em làm cho người ta hả? Dạ đúng rồi. Dạ, lúc đó em còn chưa mở công ty riêng, em mới mở công ty riêng được hơn một năm thôi. Em bị trầm cảm thì làm cách nào để vượt qua? Chính áp lực của em là từ công việc. Cứ sáng ngủ dậy là em đến công ty là em sợ lắm. Em vừa đi, em dắt xe em chạy tới đường là em muốn quay về thôi. Nhưng mà mình phải đấu tranh mình á, biết là em cũng tham khảo, nếu mà cái nào mà gây ra áp lực hoặc là gây ra stress ấy, thì mình phải từ bỏ nó đi. Nhưng mà em không dám từ bỏ, lý do là đó là cũng là cái công việc chính để mình nuôi vợ và hai con của em, mình là trụ cột chính nữa. Thì em cũng cố gắng, thì công ty cũ họ cũng tạo điều kiện có em đi nghỉ trị ngơi liệu, có đi dạ em cũng có trị bác liệu sĩ không? Dạ có đi đủ nơi luôn anh, thì bác sĩ đó thì cho uống thuốc kết hợp với nói chung cùng mình, thì cái môi trường mình lúc đó là thay đổi công việc chút xíu nữa đó. Công ty cũng bố trí những cái công việc mà giảm áp lực cho mình thêm. Thế là từ từ em vượt qua được. Rồi, dạ. Chúc mừng em. Nói thẳng là cũng nhờ vợ em lo mọi thứ, lo hết để cho em gọi là thoải mái nhất á. Nghĩa là luôn luôn bên cạnh em, động viên và giúp đỡ. Phải nói là giúp đỡ để mà vượt qua. Dạ. Bây giờ nhưng mà ta đang đến cái giai đoạn gọi là giật mặt xấu nhau. Đó, tật xấu. Em còn tật xấu, tật xấu gì cho của ổng đi. Nói chung là anh thì không có tật xấu gì hết, chỉ có đam mê công việc rồi không lo cho sức khỏe thôi. Một lần là làm cho em buồn thôi, chứ còn em chưa có phiền hà với anh bất cứ một cái gì đó. Lần đó là cái gì? Lần đó là lần em giận á. Tụi em yêu nhau thì từ lúc khó khăn nhất á, thì đến lúc đó gần đến sinh nhật của em, thì nói chung là em thì em có giác quan thứ 6 á. Anh đã đi nhậu xong rồi anh đi massage. Nói chung là massage thôi chứ cũng chưa có cái gì hết. Cảm giác như mình giống như là mình yêu quá, chị yêu không? Mình yêu quá xong rồi cái tự nhiên em đoán thôi, nhưng mà đoán lại trúng. Trời, lúc đó ở trong siêu thị em về những người em giống như kiểu như là bị phản bội á. Mà làm sao em biết? Em mò em biết nè, em cảm giác nhìn cái mặt anh là em hỏi cái em một hai câu. Cái thần giao cách cảm ông ơi, đàn bà người ta có cái giác quan thứ 6 không nội. Nhìn xong em hỏi, em chặn đầu chặn đuôi thì khai, là khai ra. Xong rồi em uống rượu, nhà em có một kệ rượu á. Em lấy chai Chivas em uống vào ly à. Xong rồi em là có tật là uống rượu vô là tim em đập ghê lắm, giống như bị sốc vậy đó. Xong rồi đưa đi cấp cứu, anh đưa đi xúc ruột, đi giải rượu này kia. Lúc đó là cách đây mấy năm rồi? Dạ em nhớ cũng chắc cũng khoảng tầm 4 năm rồi. 4 năm mà bây giờ nhắc lại người ta còn tổn thương. Trời vậy? Ơi. Coi như từ đó đến đây là có đi nữa không? Dạ đâu dám nữa hả chị? Đâu dám phải không? Trời tại vì ơi bà có giác quan thứ 6. Bây giờ qua Phước, điểm Phước nè. Dạ thì mình tật xấu của bà xã em thì thật sự bà xã em thì em thấy cũng là một người vợ là chu toàn, rất là hoàn hảo trước tiên. Còn những cái tật xấu thì như bao phụ nữ khác thì cũng hay cằn nhằn á, ví dụ nếu mà đứng về cái phía người đàn ông á, người ta chi những cái món này hoặc là xã giao bạn bè á, thì mình thấy là với cái mục đích của mình á để xã giao hay gì đó, nhưng mà đứng với góc độ phụ nữ thì tiết kiệm á, nói anh phung phí hay gì thì hoặc là hơi cằn nhằn hay gì đó, nói chung cằn nhằn. Một thứ hai, một cái nữa là nguyên tắc lắm anh. Nguyên tắc thí dụ. Dạ nguyên tắc lắm. Con em á là 8 giờ uống sữa là 8 giờ uống sữa, 9 giờ lên giường là đúng 9 giờ lên giường. Rồi lên chơi chút xíu 15 phút ba cha con giỡn nhau. 9 rưỡi là đi ngủ mà mười mấy năm nữa, 18 năm nay á là đều như vậy. Và thậm chí là anh biết không? Ngay cả em cũng ngủ đúng 9 rưỡi luôn. Cùng ngủ đúng 9 giờ, tại vì thằng con đầu của em á, nhóc đầu của em á là nó ôm em cứng, nó không có sai em được. Mà em có làm việc riêng gì á là phải chờ nó ngủ say, ôm nó ngủ say xong em mới xuống làm. Còn lúc con ngủ là thậm chí không được coi điện thoại, không được đọc báo, không được xem phim.
tắt ngủ hết mà đúng 9:30 mà là không ai gọi được hai chồng chứ. Mà anh biết không, đợt đó là có mấy lần á em hay cũng cho dặn nhà đi rồi mình thuê resort nghỉ dưỡng mấy ngày á thoải mái, đi khách sạn mà cũng 9 giờ phải tắt điện ngủ là ngủ. Em nói sao không xoa chút xíu đi cho nó sướng, không chịu là không chịu. Đúng giờ là phải đúng giờ đi ngủ, mai về sớm đi chơi. Rất nguyên tắc. Dạ nguyên tắc lắm, thì đó nhiều lúc là hơi bận nguyên tắc chút xíu. Bây giờ cái mong muốn của em muốn nói nguyên tắc của mong muốn của em là muốn vợ em thay đổi cái gì? Nói chung là lâu lâu mình phải xoa chút xíu cho ba cha con thoải mái tí. Dạ em phải nói là may mắn em có được cô ấy và những gì em có được ngày hôm nay. Nhưng ngoài ba mẹ gia đình ra thì một phần là ở bà xã em chăm lo lắng cho em từ lúc ra trường cho đến đi làm, cho em gặp biến cố, em stress, em căng thẳng, em trầm cảm cho đi hết rồi em tự mở công ty riêng ra. Bây giờ em cũng đang lập nghiệp nhưng mà mọi thứ cũng đang ổn. Còn em sao, em mong muốn ông xã thay đổi gì? Em mong ông xã em là nói chung là công việc thì bớt lại chút, tại vì anh ấy là có cái, nói chung là giống như một cái tì rồi, đúng tì không? Tì của trong cái bệnh đó rồi thì mình phải cân đối lại công việc, chủ yếu là sức khỏe là quan trọng thôi, chứ bây giờ có làm nhiều hay cái gì đó mà sức khỏe mà về sau nó lại bị nữa thì nó cái thời thì không ai quán xuyến công ty này kia vậy thôi. Mình đã hiểu được chồng mình đã có một thời gian bị stress rồi về công việc rồi, thì mình nên tránh những cái gì stress mà có khi không phải về công việc mà stress về mối quan hệ trong gia đình, mối quan hệ vợ chồng. Bây giờ chưa, nhưng mà chưa biết là sau này có xảy ra hay không, cho nên mình là một người vợ thông minh, mình sẽ hiểu được là mình nên làm ở mức độ như thế nào để điều đó không bao giờ xảy ra. Thì chị nói vậy là nói ít là em hiểu nhiều. Rồi xin cảm ơn hai bạn đã đến đây tham gia vợ chồng son. Không vừa ý vợ em thì vợ em hay nói anh phải thế này, anh phải thế kia, cho nên là đôi khi em sẽ bị cái cảm mình bị cái cảm giác gọi là những cái mình thích thì không được làm, còn những cái mà vợ mình thích thì bắt mình làm. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, và xin chào quý khán giả đang xem đài chương trình Vợ Chồng Son. Mời các em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngô Đức Toàn, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang làm kinh doanh và thiết kế tự do. 30 tuổi mà 30 nhỏ tuổi. Xíu vậy hả trời, nhìn trẻ lắm luôn á. Kinh doanh Dạ, em có hai cái quán cà phê nhỏ. Dạ, ở đây hả? Dạ, ở Cần Thơ ạ. Ở Cần Thơ. Em ở Cần Thơ hả? Dạ, đúng rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị khán giả. Thì em tên là Tạ Bích Ngọc, thì hiện tại em 30 tuổi, công việc của em là kinh doanh tự do. Và hỗ trợ cho anh. Kinh doanh tự do có nghĩa liên quan đến quán cà phê không? Dạ có luôn. Thì em cũng là thợ làm bánh, em có thể pha chế, làm bánh, nấu ăn đầy đủ. Nói nghe nè, thấy cái bụng lúp lúp đó. Dạ. Em có đang vui không? Em đang có em bé 6 tháng vậy. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi hai vợ chồng em là quen nhau từ khi nào? Và lần đầu tiên gặp nhau, ai ấn tượng ai trước? Khi hai vợ chồng quen nhau thì cũng là tình cờ thôi. Thật ra để mà gọi là ai ấn tượng ai thì không ai ấn tượng ai cả. Thời điểm đó là em đang học năm thứ 2 ở Sài Gòn. Thì bà xã em lúc đó đang ở Cần Thơ. Vô tình là anh gọi là thầy, kêu là thầy nhưng mà thật ra cứ kêu là anh em không à. Thì thầy của em thì mới rủ em về dưới Cần Thơ để mà chụp hình cưới cho hai anh chị. Thì lúc đó bà xã em thì lại làm là dâu phụ, thành thử ra là khi mà coi lại cái hình cưới của hai anh chị á, anh chị lại kêu là mà sao mày chụp hình hai đứa tao mà sao mày không chụp mà mày toàn là chụp em hình không à? Vô chụp cô nào không vậy? Cái đó vô tình hay là em bữa đó là em chụp mà em thấy bạn này rồi em bị sao nhãng? Dạ không, tại vì thật sự là khi mà chụp hình cho hai anh chị á thì chỉ có bản thân một mình em chụp hình thôi, cho nên em phải chụp liên tục rất là nhanh thì mới có nhiều hình ảnh và bắt được nhiều khoảnh khắc. Cho nên là em phải để autofocus là lấy được hình mà như thế nào. Mà sao cứ dính cái cô này không luôn? Mà ngộ lắm. Nghe em không à, chụp dính em không à. Thật sự là không có hề để ý luôn. Dạ đúng rồi. Vô tình thôi phải không em? Dạ đúng rồi. Và lúc là thì... mình tính không bằng trời tính, ông trời không tính, sắp xếp hết trơn. Em thì đó em ghét ổng lắm. Trước đó là tối ngày hôm đó sẽ qua nhà cô dâu ngủ để sáng đi đưa dâu. Thì lúc đó em có gọi điện thoại cho cái chị đó xuống mở cửa giùm em. Thì lúc mà mở cửa lên á thì em thấy ở trần mà sao mà để tóc dài, tại đó tóc chồng em dài ở đây nè, dữ vậy đó hả? Lúc đó em mở lên là em ủa chị ơi
Em kêu tóc dài tưởng chị. Dạ em tưởng chị, xong hỏi cái em mới sửa lại là ủa anh ơi chị đâu rồi vậy đó, thì anh mới dắt lên, thì lúc đó em ấn tượng lúc đó đó. À là nhưng mà có ấn chút tượng xíu là, đó là không tốt thích lắm. Không hay là không thích? Không thích, không thích đúng không? Dạ tại vì cái mặt nhăn nhó khó chịu lắm. Dạ nghĩa là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là không hề có ấn tượng tốt về nhau. Dạ đúng rồi. Vậy thì làm sao mà hai bạn lại quen biết nhau? Sau khi đám cưới của hai anh chị đó thì em cũng có về, rồi hai anh chị đó sẽ mở một cái studio. Thì khi khai trương cái studio đó thì em có về chơi, thì lúc đó là bà xã em lại có qua thêm một lần nữa. Thật sự ra lúc đó thì cũng chỉ là nói chuyện gọi là xã giao thôi. Thì kêu là cuối tuần là bà xã em có khai trương cái quán đó, mời em về chơi, nhưng mà em cũng nhận lời vậy thôi. Nhưng mà thật ra là mình biết là việc học của mình thì mình không về được. Mãi sau này thì khi mà mở quán rồi thì vợ em lại hay đi Sài Gòn để cập nhật những cái tình hình mới này nọ, sự phát triển, để làm sao về làm sao cho cái quán của mình nó phát triển lên. Thì mỗi lần lên á thì lại hẹn hò với lại hai anh chị đó đi ăn. Bắt đầu là rủ em đi ăn cùng cái là vài lần gặp. Hai anh chị đó cũng thúc luôn. Tại vì bên em là có đạo, thì em cũng muốn tìm một người có đạo, nên là biết ông này có đạo á, cái mấy anh chị đó cứ thúc mày thử mày tìm hiểu thôi coi được không, không được thôi. Ông này thì cũng bị bên kia thúc luôn. Thúc qua thúc lại. Dạ. Rồi cái là hai đứa lúc đó là bắt đầu để ý dạ, nhau, dạ. Quen tin, nhau, trò chuyện. Nói bao chuyện lâu thì mới bắt đầu là quen nhau? Em nghĩ là sau khoảng khai trương cái quán của bà xã em khoảng độ 2-3 tháng thì hai đứa em bắt đầu nhắn tin với nhau. Nhắn tin thật ra là lúc đó là theo kiểu mà gọi là nhắn tin thôi, chơi chơi. Nhưng mà chính xác thì lúc nào là yêu nhau đậm sâu? Khoảng đợt hơn sắp xỉ một năm. Sắp xỉ một năm là bắt đầu đậm sâu. Dạ. Tóc em thì vẫn dài như là dạ. Dạ, đúng dòng rồi. Suối vậy đó. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi em về nhà bạn này thì sao? Ba mẹ bạn này có ý kiến sao về suối tóc đó của em? Tóc em thì lúc mà lần đầu tiên mà khi mà em về á thì tóc em vẫn dài. Nhà em và em vẫn nhớ cái ấn tượng nhất là khi mà đi vô gọi là gặp mẹ vợ, thì mẹ vợ lúc đó đang đứng trong bếp, thì mình vô mình chào, kêu con chào cô. Okay. Mẹ vợ em thì rất là hiền. Thì mẹ cũng chào lại, rồi lúc mà khi mà em đi ra thì em vô tình em nghe câu là chúa ơi chúa, giống như là theo kiểu mà bất ngờ trời ơi, không thấy là em lúc đó em để xả tóc dài, thì tóc em được cái là khi mà nó càng dài thì nó sẽ càng xoăn càng lọn theo cách tự nhiên. Nghĩa là bà bất ngờ đúng không? Dạ đúng rồi. Bà có bắt em cắt tóc không hay là chấp nhận cái mái tóc dài đó? Đối với mẹ em á thì mẹ em sao sẽ dễ hơn. Nói chung là bố mẹ em thì không có bắt cắt tóc, nhưng mà bạn bè của bố thì cũng có nói là coi sao con cắt tóc cho gọn gàng cái gì vậy? Bố con ok liền. Đại khái là không có thích để tóc dài lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng không ép. Dạ đúng rồi. Không bắt. Rồi bao lâu thì các bạn mới là cưới nhau? Hai đứa em quen nhau thì khoảng bắt đầu cái thời điểm mà em tốt nghiệp năm 2013, thì sau đó khoảng độ nửa năm sau á thì em bắt đầu là cầu hôn và cưới. Thì cái khoảng thời gian em quen là khoảng độ hơn 2 năm. Có khi nào mà gia đình em á hoặc là gia đình của em á, hai bên gia đình hối các bạn là cưới nhau? Dạ hối thì có, tại vì lúc đó hai đứa em á là muốn mình tự lập, nên là lúc làm đám cưới đó là sẽ muốn làm một cái đám cưới theo ý của mình, hoành tráng theo ý của mình á. Thì tụi em có lên kế hoạch đi một cái chương trình working holiday. Thì cái chương trình đó ví dụ như mình đi một năm thì khi về mình sẽ có một mớ vốn, thì mình sẽ làm cái tiệc cưới hoành tráng theo ý của mình luôn, với lại cũng đỡ tốn tiền cha mẹ hơn. Lúc đó khi mà tụi em nói với cha mẹ thì là bên chủ yếu là bên bố mẹ em với bên nội em á thì lại không vừa ý, là tại vì em con gái mà hồi đó tới giờ thì em không có được có bạn trai. Thì ông này là ông đầu tiên mà em dắt về nhà thì khó lắm, nên là muốn là cưới đi rồi muốn đi đâu đó rồi đi. Dạ tại sợ có chuyện này chuyện kia vậy chị. Hai bên gia đình là hối cưới. Dạ thì cũng nói ra nói vô thôi cưới luôn. Cưới đi rồi đi. Rồi cuối cùng cưới xong nghỉ đi luôn. Lý do gì mà cưới xong rồi lại không thực hiện cái chuyến đi đó? Tại vì là khi mà cưới xong á thì trước khi xác định cưới thì là hai đứa đi học tiếng Anh, để mà tại vì cái đó nó phải thi nữa, nó phải có trình độ. Thì sau cái khi mình cưới á thì sát cái ngày nộp cái CV rồi thì mình cái trình độ tiếng Anh bọn em là chưa có ôn luyện tiếng Anh đủ kịp để mà đi thi cái IELTS, cho nên là bị bỏ lỡ cái thế năm là cưới đó. Cũng gấp quá. Tính là năm sau đi tiếp thì vô tình lại là có bé đầu tiên. Ủa như vậy là cái tình yêu của các em là giữ cho đến cái ngày cưới
thì hai đứa mới có lần đầu đúng không? Dạ. Có sống thử không? Hai đứa sống thử trước không? Không, dạ không. Không là giữ đúng không? Dạ sau 2 tháng thì cũng vậy. Sao vậy? Em như là em bị tâm lý á, mỗi lần mà tới khúc cao trào là em sợ cái ông này. Ông này bắt đầu ông cũng sợ. Tại vì là một phần là thứ nhất là thời điểm mà khi mình cưới xong thì chắc chắn là người đàn ông nào cũng suy nghĩ tới vấn đề là làm sao kinh tế nó ổn định hơn rồi mới sẵn sàng cho tới việc có con. Thì cái việc có con thật ra là hai đứa em cũng chưa có tính, nhưng mà con tới thì mình đón nhận. Nhưng mà thật ra là để kinh tế nó ổn định thì mình mới có, thì vô tình mà nói không ai tin. Bởi vì chị mới nói là mình sợ của nào trời trao của nấy. Coi như cưới xong ha, 2-3 tháng sau đụng vô cái có liền, vô có liền nghỉ đi luôn. Dạ đúng rồi. Cái vấn đề mà đi á thì hai đứa em vẫn có ý định cho tới thời điểm là những năm sau vẫn có ý định đi. Nhưng mà đừng cái là cứ mỗi lần lên có ý định là lên có kế hoạch một vui. Đi là có tết là có em bé có thôi không được rồi. Như vậy phải đợi đứa thứ ba rồi đi luôn. Không, trời không cho đi rồi. Hai đứa em là cưới nhau được mấy năm rồi? Tính tới thời điểm này là 5 năm. Rồi lúc bây giờ là có tật xấu, tật gì lòi ra không? Cho anh kể trước đó. Xem chương trình là biết. Nãy là em tính ghi vô tay, tại nhiều quá. Có phần này là em thích chứ không? Dạ đúng. Dạ, tất nhiên là khi yêu sẽ khác, và khi mình cưới về thì cưới về nó sẽ khác, đúng không? Thật ra đối với vợ em thì tật xấu thì không hẳn là tật xấu, mà gọi là cái tính thôi. Thứ nhất là suy nghĩ nhanh và làm nhanh, không suy nghĩ chậm lại. Có nghĩa là suy nghĩ là làm liền, sống nhanh đó, không dạ, sống chậm rồi. Đó không sống chậm lại. Cái thứ hai là hơi cằn nhằn. Ví dụ như em làm cái gì mà không thích đi, không vừa ý vợ em thì vợ em hay nói anh phải thế này, anh phải thế kia. Cho nên là đôi khi em sẽ bị cái cảm mình bị cái cảm giác là những cái mình thích thì không được làm, còn những cái mà vợ mình thích thì bắt mình làm. Em nói là ví dụ như là em hay gọi là một tí xíu về vấn đề mà game đi, và em cứ thấy em cầm cái máy lên mà chỉ cần mở cái game lên là bắt đầu lại bài ca con ca. Tại vì cổ không thích cái việc mà em chơi game. Dạ đúng rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Hay quên. Dạ đúng rồi, hay quên. Có bao giờ quên chuyện gì mà nó dễ sợ không? Quên theo kiểu mà quên trong vấn đề là công việc thôi. Ví dụ như là công việc mình mới nói đó. Thôi đảng trí chút xíu luôn. Dạ đúng rồi. À. Đối với là đồ đạc, ví dụ như là có thể là để đồ đó nhưng mà thật sự không nhớ là mình để đó. Em cầm điện thoại, em đi kiếm điện thoại. Rồi giờ tới em á. Em nãy em tính ghi là tại em hay quên nè, em không nhớ. Tại cái tính em á là cái gì làm gì cũng phải tốt cho sức khỏe á. Ảnh thì anh đi làm về trễ, ảnh thường xuyên tắm khuya. Em thì em coi mấy cái bài mà người ta hay bị đột quỵ do tắm khuya á, đến nên mình cũng sợ, thì mình chỉ lo sức khỏe thôi. Mỗi lần mà em nhắc ổng á thì lúc đó ổng ngồi ổng cầm cái iPad ổng chơi. Nói bây giờ anh vô tắm đi, xong cái anh lên giường, anh muốn chơi gì đó là chơi. Thì mỗi lần vậy đó, thay vì á ổng sẽ nghe lời chút xíu đi, không ổng cứ vậy đó, bởi vì em mới nói hoài. Rồi còn gì nữa nè? Với ngồi toilet hơi bị lâu, sáng là 40 phút, tối 40 phút. Ngồi chắc chơi game trọng. Dạ đúng. Trời, rồi biết luôn á, tại vì dạ, ra ngoài á là dính mấy đứa con bị cằn nhằn, rồi dính mấy đứa con nữa. Ừ, tại vì mình cũng hiểu cái tâm trạng. Rồi có khó tính không? Dạ khó tính lắm chị. Hồi đầu như em bị dụ á, về mày đặt là trong nhà ha, là dọn dẹp sạch sẽ là một tay không làm, là phụ mẹ em á. Em thì không có kỹ tính bằng ổng, rửa chén cũng rửa tiếp em nữa ha. Còn bây giờ từ từ cái mức độ giảm dần đó, bây giờ là hết luôn. Giờ ổng bày hài hơn em nữa. Vậy à? Khó tính dạ. Nhưng mà hồi trước rất là khó tính, bây giờ thì tính em á được với ổng á chan hòa với nhau á. Nhưng mà cái đó là với em. Dạ. Ví dụ như với nhân viên thì sao? Với nhân viên thì hồi trước thì ổng rất là khó tính, mà sau này khi mà em cũng góp ý lên nên nhu một xíu thì từ từ cái ảnh cũng cân đối lại. Có nào khó tính mà đuổi nhân viên? Dạ. Dạ không, em không đuổi nhân viên. Nhân viên vì nghỉ vì em khó tính chứ em không đuổi. Em sao em giao hết cho ổng thì ổng khó quá. Nhưng mấy mà, đứa xin nghỉ hết. Nhưng mà bây giờ thì sao, giờ là hết bớt rồi đúng dạ, không? Dạ hết rồi. Thôi chúc mừng nha. Và bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em thì không mong muốn vợ thay đổi cái gì, chỉ là vấn đề là ít cằn nhằn em hơn, rồi vấn đề là những cái em thích á thì vợ sẽ hiểu hơn và đừng có cấm đoán em theo những cái kiểu. Rồi còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em muốn tốt cho sức khỏe thôi, nên là có những cái mà thứ em... nhất là không tắm đêm. Dạ, đúng không? Không tắm đêm, với lại sắp xếp công việc lại một xíu để dành thời gian cho gia đình. Nhiều khi ảnh mê công việc quá, tới giờ ăn cơm á nhiều khi ảnh sẽ ưu tiên công việc hơn. Em thì em gần nhiêu đó thôi.
Là năm nay hai đứa 30 tuổi ha. Dạ. Trời 30 ơi. Tuổi ba đứa. Trời ơi, có nghĩa là tuổi đời còn rất là trẻ luôn á, mà đã có một cái sự nghiệp ha, có một cái gia đình ngon lành ha. Quá đã luôn. Ba đứa đó. Con là vốn liếng quá nhiều luôn, tại vì rất nhiều những cặp vợ chồng á, mà họ lớn rồi, dạ. họ 8 năm rồi, họ giàu có nhưng mà họ vẫn không có con, dạ. rất là thèm khát cái đứa con. Dạ. Mà tụi em ở đây á, là coi như là có đầy đủ hết, thì chị nghĩ là tụi em phải chiều theo những cái mà mong muốn của đối phương. Ví dụ á, cái vụ mà tắm khuya đó là thực sự là rất nguy hiểm đó, cho nên cố gắng đi giữ gìn cho nhau. Tại còn việc trách nhiệm của tụi em bây giờ lớn lắm, ba đứa nhỏ là nuôi đó. Nó không lớn, hiểu không? Dạ. Rồi nha. Xin cảm ơn đôi vợ chồng trẻ nha. Trẻ mà tài năng. Cảm ơn các em đã đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Từ Cần Thơ lên đây luôn, cảm ơn nhiều lắm luôn á. Chúc hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, làm ăn phát tài nha. Dạ, và mọi sự may mắn. Dạ, cảm ơn anh chị. Mẹ tròn con vuông. Cảm ơn anh chị. Topan kiến tạo chuẩn mực. Là hôm đó sinh nhật của anh ấy là em có làm bánh kem đi ăn để chúc mừng sinh nhật, nhưng anh cứ dụ là em ơi ở đây gió lắm, thổi không được nến đâu. Em ơi đi vào đây thổi nến. Đi vào thổi nến nhưng mà thổi xong anh không ăn. Anh lại ăn khác. Quốc Cường xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai bạn. Trước tiên là xin chào anh chị. Em tên là Nguyễn Sĩ Tài. Năm nay em 29 tuổi. Quê em ở cùng với cả quê chị Hồng Vân. À, Bắc Ninh hả? Dạ. Nghề nghiệp em là kinh doanh, sản xuất và bán nguyên vật liệu khẩu trang luôn á. Nhưng mà bây giờ là em đang làm việc ở đâu? Đang làm việc ở quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. À, vậy hả? Nên nói đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Và chào quý vị đang xem đài ạ. À. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hương ạ. Em năm nay 24 tuổi ạ. Hương, quê 24 tuổi luôn, đúng không? Dạ. Thúy Hương là chị biết rồi, đó là Thúy Cải, Thúy Hương là là quan họ. Quan họ Bắc Ninh chúng tôi đấy. Thúy Vân, Thúy Cải. Trên quê hương qua đi hỏi đó. Quê chị có bài hát mà quê núi sập em không có ta. Không lẽ là trên quê hương núi sập ư? Câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu từ đâu? Đầu tiên là vợ em á, mẹ vợ em dẫn tới nhà em, tới chơi thôi. Nhà em là sát nhà anh của chồng em, mới biết là mẹ của chồng em với mẹ đẻ em là hàng xóm. Mới dẫn mẹ em sang để chơi, để hàn huyên với cả bà cùng quê đó. Lần đầu tiên em gặp cô này thì em có ấn tượng gì không? Mới đầu em gặp thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Sau rồi các bố mẹ rồi này anh bảo là thôi quen con bé đó được đấy. Thì hồi đó em cùng với em đi làm xây dựng ấy, thì em cũng ít tiếp xúc với nữ lắm. Em là em chở mẹ em qua nhà anh này thôi. Nhưng mà em có ấn tượng gì không? Dạ có. Em là ấn tượng luôn. Ấn tượng không phải ấn tượng tốt. Trên cầu thang xuống mặc cái áo ba lỗ mà sao nó lại lúng lúng phải chỗ đấy mình cười. Xong sau đó là em cũng biết hai bên gia đình hoặc là hàng xóm nó trêu rồi. Đi về rồi xong vài hôm thế đi sang. Qua nhà em thì nhà em làm nghề mà, em làm nghề in vải. Cứ qua là cứ sấn vào tự đòi trải vải, hỏi em làm này thế nào thì là làm cùng. Từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Ôi nhiệt tình quá vậy. Em đi làm rồi xong tối về là em tối về cái là em tắm rửa xong ăn vụ ăn vàng xong em sang trải vải đến 12 giờ đêm xong sáng sau lại đi làm tiếp. Mưa cũng sang. Chứ không là làm không lương đúng không? Đúng rồi ạ. Có nghĩa là một tuần hình như 7 buổi là như em qua cứ có lâu lắm có việc nghỉ bận lắm thì em mới ở nhà thôi. Còn không hầu như là qua đủ 7 buổi luôn. Chủ nhật là nghỉ là sáng ở nhà là sẽ lau dọn nhà cửa xong là chiều ăn cơm xong là chiều sang em. Ăn làm xong là tối đến bữa tối lại chạy về nhà ăn cơm. Chạy nhà ăn cơm xong lại chạy sang em làm tiếp. Nghĩa là đấy, nhiệt tình quá. Ăn cơm nhà mà vác tù vàng sống là ông này đây. Hay đi chơi được nhiều không? Từ đầu năm đến giữa năm là cũng ít đi chơi lắm chị. Quen khoảng độ 4-5 tháng mới được nắm tay. Chính xác là bao nhiêu lâu thì yêu nhau chính thức mà coi như là bố mẹ biết luôn? Tại vì cứ ngày nào anh cũng qua vậy á. Thì tình dần dần hai vợ chồng bắt đầu có tình cảm, nó gọi là như một thói quen rồi. Giống như là ngày nào em cũng thấy ảnh hết chứ. Đúng rồi ạ, hôm nào mà không sang, ví dụ 8 giờ mới làm về đến nhà. Nói là em ơi hôm nay anh mệt quá, chắc anh không sang em được đâu. Thì em sẽ nhắn tin là vâng. Sau đó để điện thoại một chỗ, em không nói gì hết. Ví dụ bình thường em nhắn tin á, mọi hôm trả lời tấp lập lắm. Hôm nào mà em kêu mệt không sang được đâu, nhắn tin là má không trả lời luôn. Thế mà là em phải luôn. Mò sang. Còn thế là phải cô như bẩn cỡ nào cũng phải mò sang. Em nhắn tin tiếp mà không thèm trả lời luôn. Thế là xong là lại phải thôi sang, nhớ lại sang. Nhưng mà đến là nhớ mới sang thì em đâu có làm gì đâu, em cũng trả lời là vâng rồi. Thế là anh nhớ có anh sang anh thiệt thì anh kêu ai. 4 tháng mà mò lời yêu, được đâu 2-3 tháng sau thì em bảo là bố mẹ em đem chầu cao sang luôn. Này thế nào các bố mẹ em á, thì có ngày đến tận tháng 12 cơ. Mà tâm lý là bây giờ lâu quá em chịu không nổi. Bây giờ không làm chịu nổi tại vì nó không cho nắm tay, không nắm gần chân, nó lại bắt nhịn đúng không? 12 đến cột âm cột dương là sắp tới tháng 1 là mà vợ chồng em là đăng ký kết hôn á, là vào 20 tháng 10
28 tháng 1 cưới là mới đưa vợ em về. Mà lúc đấy khó chịu, tâm lý khó chịu lắm. Trời ơi, đi mà bây giờ cứ cắt giờ phải về, khó chịu lắm. Không những cái ngày cuối là anh ấy tấn công rất là ác. Anh gọi điện là em ơi hôm nay tối em có làm không, thì em bảo là không em không có làm đâu, hôm nay anh phải tăng ca rồi chắc anh không về được. Vâng anh tăng ca đi. Thế nghĩ thế nào đến lúc tối lại thôi bỏ tăng ca lại về nhà, sợ em ở nhà rảnh rỗi thế nào lại về chở em đi chơi. Đến lúc tổ chức đám cưới rồi là hai vợ chồng viết thiệp đi mời đám cưới, là chồng em rất có duyên, chồng em dẫn em đi mời bạn đi đám cưới. Nhưng mà vừa mời bạn xong ra cửa, em ơi bé này ngày xưa thích anh đó, làm một rồi cái bóp liền. Không ạ, em để ghim đó. Cưới nhau về rồi hai vợ chồng đi ăn súp cua ở cái đường đó. Em ở cái đường này đồ ăn ngon lắm, ngày xưa con bé bạn học kia mày cứ nó cũng thích anh đó. Ở ngay đây này. Trời ơi ăn hết lỗ luôn nhưng mà em ghim. Rồi giờ đi về đến nhà. Hai lần giờ lấy nhau về rồi. Anh ngày xưa anh thích cô đó hả? Một chữ không, nó thích anh mà. Ừ nó thích. Thế anh có rủ nó đi đâu chơi chưa? Có đi uống nước không? Em là em nói rất nhẹ nhàng, em khơi cho hết, khơi ra bằng hết, lúc khơi hết rồi em mới xử. Ngày xưa dám thế này à, em mới nhéo, mới như thế này, em mới lúc bắt đầu em moi rất nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà sau moi hết rồi em mới xử lúc từ xử thì xử mạnh. Vợ em cứ bảo là anh có cái gì xấu em hay thành thật khai hết đi. Đấy là em cũng thật thà em khai hết rồi. Rồi bây giờ cưới nhau về rồi lâu lâu có bị hớ không? Thỉnh thoảng cứ gài gài chuyện cũ, hôm nào mà chồng không có việc gì ông bắt đầu có tật mê gái gì, ông ấy có tật mê gái là gái đẹp mới đi qua là kiểu gì cũng phải nhòm phát. Kiểu gì cũng phải nhìn phát. Nên là em quen rồi, bây giờ là cứ gái đẹp. Ủa anh ơi, gái đẹp kìa. Gái đẹp kìa. Để em chỉ cho nhìn luôn. Miết là giờ không dám nhìn. Thôi nói chung là ông sợ. Chỉ em nhìn xong lại còn cấu em nữa chứ. Hai em coi như là cưới nhau được tính mà 2 năm 6 tháng. Và cái đêm tân hôn là rất là đặc biệt đúng không? Vì á cô này là rất khó. Anh nghĩ là chắc các bạn là để dành cho đến đêm tân hôn đúng không? Không, để dành thì thực tế là không, với hôm sinh nhật của em nào vợ chồng em đã trước đấy rồi. Là hôm đó em bị dụ. Trước đám cưới mấy tháng? Khoảng hơn 2 tháng. Là hôm đó sinh nhật của anh ấy là em có làm bánh kem đi ăn để chúc mừng sinh nhật. Nhưng anh có dụ là em ơi ở đây gió lắm, thổi không được nến đâu. Em ơi đi vào đây thổi nến. Đi vào thổi nến nhưng mà thổi xong anh không ăn. Anh lại ăn cái khác. Sinh nhật hai đứa thôi. Vâng, em bảo là ở ngoài này thì bây giờ trời sáng này thì thổi nến thì đâu có thú vị gì đâu. Thì phải có chỗ tối thì mới thổi nến được. Thì thôi em bảo là thôi thì cứ vô lại đây thì thổi nến thì có gì ấy, mà mình cùng ăn sinh nhật chung. Thì hồi đó là thứ nhất là bố mẹ em cũng thứ nhất là đem chầu cau qua rồi nên là cũng hỏi rồi nên là cũng không phải là mình quen biết thông thường thôi. Nên là lúc đấy là bánh kem thì cứ chọi nhau xong rồi nó cùng có ăn bánh kem đâu, toàn ăn theo cuối cùng. Lãng mạn quá còn gì nữa. Nhưng mà khó chịu lắm chị ơi. Sao khó chịu? Tại vì em rất là khó, em chỉ cho đi giờ đi chơi đến 10 cô rưỡi. Xíu à, 10 rưỡi 11 giờ là phải chở em về đến nhà. Thì, lúc đấy này còn phải cái bánh kem này nọ rô đấy chỉ được có tiếng hơn tiếng này phải về rồi mà tâm lý anh bảo mới mà khó chịu lắm, một tí thế đâu có được đáng là bao nhiêu đâu. Vợ chồng em mà phải chờ đến cái hôm tân hôn là mới được về chung với nhau. Là đến hôm đấy mà có mấy hôm là vợ chồng em làm gãy cái thằng sườn rồi. Đêm tân hôn hay sao? Mấy hôm? Có nghĩa là lúc mua về sườn về thì em là để đến đêm tân hôn, nhưng mà mấy hôm sau em phát hiện ra là gãy thằng sườn rồi mà không biết là gãy lúc nào. Gãy mà đến nỗi hai vợ chồng sợ quá phải đợi bố mẹ sợ chồng phải... đi đâu không có nhà mới dám đem đi dục. Đem đi dục chứ không sợ lúc đấy em hiện ra thì xấu hổ lắm. Thế là phải giấu. Đấy là em nhịn biết bao nhiêu ngày tháng rồi đấy. Chứ hồi trước đi thì đâu có thời gian mấy đâu. Chế mà đúng không? Chế lắm. Anh này đi chơi với em là đi lừa đường là lựa toàn chỗ nào sóc để đi vào thôi. Lựa sóc xong rồi để đi để xe nổ xăm. Sóc để cho... Mà xe có một cái tật là xe mà đi mà gần hết xăng không bao giờ chịu đổ. Đi qua cái xăng nhưng chưa cái xăng này nhỏ. Và đi tiếp luôn này. Ôi quên không đổ xăng rồi. Đi qua mà... May sao mà chúng em quen nhau một năm mà xe đi lúc nào đi cũng trong tình trạng hết xăng, mà may là chưa bao giờ phải dắt bộ. Em toàn dọa là nếu mà phải dắt bộ là em ngồi trên xe mà anh đẩy đó. Thôi bây giờ là sẵn đây nói luôn tật xấu đi. Từ lúc cưới về tới bây giờ là anh ấy bao nhiêu tật xấu lòi ra? Ngày xưa là chiều chuộng em nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Đi chơi đúng không? Dạ. Bây giờ bớt chiều, chiều bớt lại rồi. Giờ thì... bây giờ cũng bớt chiều lại rồi . Tại vì bây giờ là chúng em mở nghề ra là cũng nu vô công việc lắm, cũng không có thời gian. Ông nào chả thế. Áp lực đè lên chồng em thì chồng em này em lại có con nhỏ thì nhiều khi thành ra hai vợ chồng hay cãi nhau. Thời gian này vợ chồng em mở cái xưởng thêu. Em vừa buôn bán khẩu trang, nguyên vật liệu, em lại còn có một xưởng thêu nụa quần áo trẻ em nữa, người lớn nữa. Vậy cũng không phải là tật xấu. Có mê game không? Có mê cái gì ngoài vợ không? Hay ghen. Trời ơi, ví dụ như em mà đi ra ngoài, em có bộ đồ mới hoặc là em trang điểm một tí là đi ra ngoài là em đi đâu vậy?
em đi một mình hả? Đi ra ngoài không có được nhìn người khác nha, không được nhìn thằng khác nha. Lúc nào vợ đi ra ngoài nó cũng đe câu là không có được nhìn thằng khác nha. Em chỉ trêu là đi ra ngoài có chồng mới được mặc váy ngắn. Em mà đi một mình là không cho em mặc váy, phải mặc quần, phải mặc áo khoác. Mà có chồng thì được. Có chồng thì mặc cái gì cũng được, đi đâu cũng muốn rủ vợ theo hết. Nhà em đi đâu là hai vợ chồng cũng tắm còn tắm chung. Rất là hay giận. Ngày xưa hai vợ chồng mới lấy nhau về mà em ở nhà thì em tắm trước, đi về hỏi em tắm chưa, em tắm rồi, thế là giận. Dỗi, giận vô cớ ngay và liền. Giận luôn. Rồi ở nhà có chăm con không? Có chăm con nhưng anh có cái tật anh hay cắn lắm. Ngày xưa em hay cắn anh, bây giờ lấy nhau về em không cắn nữa, bây giờ anh chuyển ra anh cắn em. Anh cắn em xong anh cắn con mà đến nỗi con nó sợ, nó không muốn chơi với anh luôn á. Em hay me mông, nuôi con vào mông hết, thấy mông cưng quá là cứ về là cứ thích cắn mông không à. Không có cắn mông con mà mẻ răng luôn á, thật sự mà nói á. Rồi em muốn thay chồng em thay đổi cái gì không? Em muốn chồng em lãng mạn hơn một xíu, chiều em hơn một xíu và... Giống như hồi xưa phải không? Dạ, thỉnh thoảng thì em muốn thay đổi chồng em là ít bớt chơi game lại. Tại vì bé nhà em đang trong cái tầm tuổi mà nó học hỏi, nó quan sát, mấy tuổi? Nó được gần được 2 tuổi ạ. Hai vợ chồng cùng chỉ bảo con, cùng dạy con thì nó sẽ có cái tình cảm với ba nhiều hơn. Thay vì ba dọa cắn nó thì ba dạy nó nhiều hơn. Ba dọa cắn là nó chạy đi mất tiêu chứ nó không có gần ba. Rồi giờ tới em đó, thì cô ấy có tật xấu gì? Vợ em này tật xấu, trước thì bát đũa là tinh tươm lắm, lâu ngày sinh ra cái tật là chén bát là toàn để đến hôm sau mới rửa. Bát đũa rồi quần áo thì ví dụ như là giặt xong thì hôm nay giặt là mai mới phơi. Em đánh giá là vợ em là chăm con cẩn thận, còn gì nữa không? Chú đáo. Rồi ngày xưa bầu đánh giấm thối kinh khủng, trời ơi, vô trong mà cái nhà tắm ạ, mà bà làm 5 quả trong đó mà hai vợ chồng em tắm chung. Thôi rồi em chết sặc luôn, mà em muốn chui ra bà đâu cho chui đâu. Bà chốt rồi bà căn cửa bà không cho em ra. Trời em ở trong đấy là có nghĩa là nó không quay đi đâu được, nó không bay gần đi được. Chết cái không gian nó rất là nhỏ. Vâng, không gian rất là nhỏ, không bay đi đâu được. Bảo em bảo là thế này, cái lần này chắc phải nhắc đến già đấy các đời các cháu thôi, chứ không này sợ lắm. Rồi giờ nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì? Thì em chỉ mong muốn là vợ em này là nhất là yêu thương chồng nhiều hơn. Mới lại bát đũa thì ăn xong thì rửa liền, quần áo thì phơi liền, thế thôi. Nghĩa là làm gì là làm hết luôn, làm hết, không luôn, có để không để dành việc, thế thôi. Còn mọi thứ thì nói chung là em tật xấu khác thì em cũng chịu được, kể cả vấn đề mà thả bom này em cũng quen rồi. Thả bom thì không sửa được, coi như cái cơn mà không. Bây giờ em bớt lại rồi, bây giờ em không nữa mà bây giờ thành chồng em. Có nghĩa là em với con em là đang nằm trong phòng cùng chồng em, xong rồi đắp chăn mà chồng em đã thả, nhưng mà thả xịt xong rồi hãy tức là một cái là bom bi, cái bom B52, nói chung là bom nào cũng là bom, sợ quá. Không, nói nghe nè, chắc là em mệt cái gì em mới không có phơi liền hay là rửa chén đúng không? Dạ chứ là con gái con Bắc nhỏ là đảm lắm. Nhớ hôm mà cho con đi ngủ xong cái em mệt quá em nằm ngủ mất tiêu không biết luôn á. Là thành ra công việc này để sáng sớm hôm sau là khi mà chồng em với con em vẫn còn ngủ là em sẽ xuống em dọn. Thì chồng em là không muốn là sáng sớm xuống dọn, là chồng em là muốn là phải dọn ngay để sáng hôm sau thì ví dụ cả nhà hai vợ chồng cùng dậy á, thì sáng sớm mới lại em xuống dọn thì còn chồng với con thì chồng ngủ dậy không thấy vợ thì khó chịu đúng đấy, không? Có cái tật nữa là ngủ lúc nào cũng bắt em phải gác. Gác mới ngủ được, còn em mà không gác là không ngủ được. Thành ra là 1 năm, 2 năm trời là thành ra tạo cho em cái thói quen. Là bây giờ hai vợ chồng mà có cự lộn cãi nhau á, mà đêm em không gác này là em ngủ không ngon. Em cứ quay ra vào một ông này thì ngay ngay ngủ luôn, ông này ngủ luôn. Nhưng mà em thì lại không gác không chịu được nữa rồi. Bây giờ thành em không quen rồi. Được. Có nghĩa là em chỉ thích vợ em gác thôi. Có nghĩa là hai vợ chồng ngủ là phải gác hoặc ôm nhau. Em nhưng mà con em là nó ngủ riêng hay là ngủ chung? Con em ngủ chung với hai ngủ vợ chồng luôn. Ngủ chung coi nào, em gác lộn qua nó không? Dạ không ạ, bé là nằm một nửa giường còn hai vợ chồng, nhiều khi đó em nằm gì xong em đẩy chồng em ra xuống đất luôn. Vợ nó mệt quá thì thôi mình dốn cho vợ. Chồng em rửa xong em vẫn phải rửa lại à, nên là thôi em rửa. Để luôn đi. Còn đồ thì không phơi nó bị hôi, giặt nó không có thơm, vậy thôi. Dạ. Cái đồ quần áo thì là chỉ có hại cho mình thôi, có là mai nó không có thơm thôi. Dạ. Còn chén đũa thì dốn được thì dốn. Giải quyết luôn. Dạ. Gớm cả đêm ông lên ông la ông liếm sợ lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Thế thôi. Qua chương trình thì vợ chồng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ hai bên. Khi mà vợ chồng con mới lấy nhau thì cũng có cháu sớm nên là cũng có nhiều cái hay bị lục đục. Hai vợ chồng hay cãi nhau thì khiến bố mẹ cũng hơi buồn và vất vả, thì vợ chồng con cũng xin lỗi bố mẹ và sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn và để chăm cháu tốt hơn, là hai vợ chồng hạnh phúc để bố mẹ không phải lo lắng. Con muốn thông qua chương trình con gửi lời cảm ơn người mẹ đã sinh ra con yêu thương mẹ nhiều lắm. Con chỉ muốn nói với một điều là mẹ ơi, con mãi mãi vẫn là con ngoan của mẹ.
con không phải để cho mẹ suy nghĩ nhiều về con. Trời, cảm ơn tụi em nhiều. Cảm ơn nha. Em nhiều. Chúc tụi em hạnh phúc hoài nhé. Dạ. Anh thì sự nghiệp chưa có, tiền anh cũng không có. Anh chỉ được cái là anh chung thủy. Anh yêu ai là anh yêu suốt đời một người một thôi. Khi nào anh già anh chết thôi à, chứ anh không yêu người thứ hai. Lúc đó là cái ấn tượng của em dành cho anh Bo là anh này ảnh cái kiểu như là có gì nói đó. Chân thành. Dạ. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời cái ơi. Gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, coi ổng. Đừng có nói đi vô luôn nha. Chị chứ, chị giới thận cho em ngồi chưa? Ngồi đi. Đi em. Vậy hả? Em đâu có dao mà. Ghế đó là ghế của anh đó. Trời dạ. Mời anh giới thiệu về mình. Dạ thưa chị, dạ thưa em, dạ thưa khán giả, dạ Tấn Bo năm nay thì cũng... nói tuổi cho khán giả biết đúng không chị? Đúng rồi, nói tuổi luôn. Dạ, dạ nói luôn. Dạ, Tấn Bo năm nay được 48 tuổi. Đó, dạ. 48 tuổi hết rồi. Dạ. Em muốn tụt huyết không Bin? Chị nói thiệt với em là bây giờ em ngồi đây kế bên Tấn Bo đi. 10 người đến đây á là chào anh Thuận, chào em Bo. Em có tin không? Chị đừng nên xúc phạm. Chị không có xúc phạm. Đau cái lòng của em. Chị không có xúc phạm. Chị em đau lòng lắm rồi em. Sao lạ vậy? Tóc tai thì không còn tới một cọng. Da thịt thì coi như là màu mờ, coi như là bánh mật. Màu bánh mật. Thôi đi rồi, đừng có nói nữa. Làm gì thôi, làm gì, làm gì. Trời ơi, làm gì nạn, làm gì nạn có thồn vậy. Thì đó, bởi vậy thôi, cái nỗi lo. Rồi, mà chị Bo. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em tên là Xuân Nhi. Em năm nay 36 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhạc sĩ. Dạ. Xuân Nhi là nhạc sĩ. Dạ. Mà sáng tác là dòng nhạc gì? Dạ em sáng tác nhạc trẻ, nhạc thị trường. Dạ. Em đã từng có một bài hát nào mà làm mưa làm gió trong thị trường âm nhạc chưa? Dạ em cũng có được may mắn là có nhiều ca khúc cũng được là bà con đón nhận. Trong đó thì có một ca khúc mà Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt của chị Quyên Trang hát. Đúng rồi. Trời đất ơi, xem hay quá vậy Bo. Dạ, nó không hên nhưng không hay chị. 48 tuổi, ở đây 13, 6 tuổi là lớn hơn, có nhiều đâu. Có một rồi, một con giáp. Cơ duyên mà hai vợ chồng gặp nhau là sao? Em kể coi Bo. Dạ, thì cái cơ duyên mà em gặp bà xã em đó là cái lúc mà bà xã em là làm ở trong cái nhà hàng của bà cô. Một cơ duyên là ba đó Thuận. Dạ, dạ. Chị ba vô bà nhà hàng nghệ sĩ Tấn Tài. Dạ, ba gặp cái cô này, cái ba nói chuyện với cô này cái gì đó chị. Lúc đó là Xuân Nhi bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em còn nhỏ lắm, thì lúc đó em đang học lớp 10. Thì 15. Thì, dạ lúc đó là vừa đi học thì băng buổi tối á thì em rảnh cái cô em nói là thôi giờ nhà hàng của cô là nhà hàng tiệc cưới. Ừ. Thì thôi con rảnh thì con tới đó con hát. Thì lúc đó là nhà hàng ngoài tiệc cưới ra thì có giống như là đờn ca tài tử rồi ha, cải lương ngày xưa chị. Thì ba Tài có hay vô đó chơi, cái đấy em thì nhận làm con nuôi. Con gái bây giờ ba có thằng trai, con chịu không, làm dâu ba đi. Chứ lúc đó thật sự em còn nhỏ xíu, em mới nói dạ thôi con còn đi học mà, con không lấy chồng, con không lấy chồng sớm đâu. Nuôi đầu bác ơi. Dạ. Thì ba nói chơi với cái cô này thôi. Ừ. Rồi sau đó cái em với anh cũng lại dự cái đám cưới của người một đứa bạn, một thằng bạn. Gặp nhau cái tự nhiên cái em cũng giống như cũng thích. Sau đó cái 2-3 ngày đến lần thấy cô ta ca đem bông lên. Dạ, đem bông lên. Dạ. Có nghĩa là lần đầu tiên anh nhìn thấy Xuân Nhi là anh khoái nè. Khoái. Thôi nhưng mà Xuân Nhi cái lúc đó lần đầu tiên em gặp ông Tấn Bo này thì em có ấn tượng gì về ổng không? Dạ không, ốm nhơ mà xấu mà đen thùi à. Càng ngày càng tươi ra đúng không? Em biết ảnh lớn hơn em một con giáp. Em thì bản thân em thì không thích con trai nhỏ. Nhưng mà anh này ngộ lắm chị. Thích em nhưng không có cua em. Ủa ly kỳ vậy? Anh vô giống như là hai ha, vô đi ăn đi ha. Nói chuyện với tất cả mọi người, chỉ có một mình em là không nói chuyện thôi. Tại cố tình đúng không Bo? Dương đông kích tan. Cái này là kế hoạch của cái anh ta lúc đó để anh Bo nó nói vụ kế hoạch của nó đi. Cố tình nói chuyện với người ta nhưng mà tạo điểm nhấn với người ấy. Thì vô bàn cái đầu có bạn em cũng đi chung nữa, của bạn đi chung, khoái mà nhát, ăn uống gì đó, rồi cái chỉ em ăn không, ăn, rồi sao, anh lấy giùm cho nha, em qua em lấy giùm, lăn đó, là cái em qua em lấy giùm, cái qua em ngồi rồi em nhìn chỗ khác, không dám nhìn cô ta, cái cô ta nhìn qua em, hồi nào em cũng không biết, cái em khều khều mấy thằng bạn á, em nói nhỏ mấy bạn, chịu không, chịu cô đó không, sao hỏi ý kiến bạn, cái mấy bạn hỏi, bậy mấy bà có biết người ta có thích không mà chịu. Là tự với mấy bạn em đó thì thích hay không thì tự mình đi.
Cái thì em cũng thử coi sao. Em suối bạn em cua. Em suối. À? Chị ta tự nhiên cái thấy em, cái hành động của em vậy đó, cái thấy lạ. Rồi cái để ý. Để ý, soi mói. Cái đó mới là ghê đó. Những cái kế hoạch anh theo đuổi Sơn Nhi lúc đó như thế nào? Được cô tạo điều kiện cho gặp nhau. Cái tối cái ông cậu trở về, em chạy lủi sao á, 2-3 ngày vậy. Cái ông cậu á, có một lần ông nói với cô ta sao, ê, tao thấy có con thằng đó đó, sao nó rình hoài mà, tại vì em bịt khẩu trang chứ. Con thằng đó nó đeo theo làm sao mà nó giống ăn trộm á. Ăn trộm cướp gì coi chừng giật đồ nghe. Thì ra là sau này cái cô ta mới nói là không phải. Em của anh Tấn Bèo, con của bà Tấn Tài đó. Vậy sao mà nó sao nó không chịu gặp, nói chuyện bình thường đi mà sao đeo theo làm sao. Tao hết hồn. Ông lại gặp em thì ổng cũng nói thôi con coi như cho phép đúng không, con muốn gì thì con nói chuyện. Hay quá. Thì có một lần đó ông cậu cho phép đi theo chở về nhà, đi chung đưa về nhà. Mà lúc đó cái đường ghê lắm, không phải như bây giờ đâu, khủng khiếp lắm. Hai bên hông thì vắng lặng như tờ, rồi ếch nhái ẩn ương nó kêu tùm lum á chị. Đồng không hiểu quạnh. Thì nói thẳng ra là anh sợ ma đúng không? Mà anh mê gái quá thì bây giờ anh phải chấp nhận thôi đúng không? Bạn có sợ ma thiệt không? Thì không biết thiệt. Sợ không cho chị. Vừa một cái em bắn với xe, một cái chị biết em không có thấy trời trăng mây nước gì. Em chạy một cái lúc đi thì vui, đi từ từ. Lúc về chạy không có e đâu vậy. Lúc đó mà em còn không biết em là cái gì, hồn siêu phát tán luôn. Có khi nào ổng sợ đến nỗi mà ổng xin ổng ngủ lại nhà? Đã, trời ơi có nha anh. Thực sự là không phải sợ mà kiếm cớ. Không, nhưng mà sợ ma thiệt mà. Nó sợ ma thiệt thì là sợ thiệt. Nhưng mà cái đầu suy nghĩ trong cái chiến thuật là sẽ có cái chuyện sợ ma để xin ở lại ngủ. Có nhờ. Đúng không? Có đúng không em? Nhưng mà lúc xin ở lại là không, bà phải, chị. Không phải xin sợ ma. Là lúc đó thì thật sự là tụi em chưa có yêu nhau, chưa có quen với nhau, là chỉ giống như là anh đang theo đuổi em. Em chưa có chịu, là chưa có chính thức là tụi em quen với nhau. Thì lúc là chơi thân với cậu em hơn. Thì bữa đó đi ăn sau cái mấy cậu cháu ngồi nói chuyện cũng hơi khuya, cũng gần 12 giờ khuya rồi. Thì ngay chỗ đó là Bình Hưng Hòa, ngay chỗ Nghĩa Trang đó. Thì ảnh mới nói là giờ này khuya quá à, má con á không có mở cửa cho con vô. Con không biết làm sao nữa, bây giờ con về nhà cũng không được. Cái cậu em nói thì giờ mày kiếm cái nhà nghỉ ở cái khách sạn nào đó mày vô mày ngủ đi, mai mày về. Con nãy con đi nhậu đâu đem giấy chứng minh đâu, con đâu có vô con thuê được. Dễ sợ. Cái cậu em nói giờ sao, cậu em quay qua hỏi em giờ sao Quỳnh. Cái em mới nói con đâu biết. Thì cậu tính sao cậu tính thì con đâu biết. Cái cậu em mới nói thôi vậy thì thấy mày tội nghiệp thôi, mày về nhà mày ngủ chung với tao. Là cậu em kêu thôi mày về nhà tao đi, mày ngủ chung với tao. Vô gặp mẹ cái dạ chào mẹ chào ngoại đồ khí thế lắm. Cái vô cái em muốn nói trong bụng ông này ngộ thiệt. Tự nhiên mẹ người ta vô chào mẹ ngọt xớt. Con ổng gì đó ngủ dài. Dạ ngủ chung cậu em. Dạ. Mà được là ngủ hoài luôn chị. Thì đó cái gặp là em à, là sau đó là mẹ. Ngủ hoài luôn cứ là sao? Mẹ không mở cửa được một lần rồi là cứ như vậy mà tiến tới mà thôi. Tối ông có ngủ yên không hay là đi tới đi lui rồi. Dạ rồi cái này nè em kể gì từ từ nhưng... nó mấy đêm sau nó mới đi tới đi lui. Trời dạ. Ơi xong rồi ha cái tôi đầu như mặt đứng dạ em đang ngủ tự nhiên thấy ai giật cái giò em. Cái em nói ủa ai giật cái chân mình trời, mà cứ chung mình đang ngủ ngon quá chị đang xe ke, cái tự nhiên ai giật. Cái em mở mắt ra, hả anh làm gì vậy? Em anh nói nghe nè. Cái em hỏi nói gì? Em đừng cười anh nha, hỏi gì? Dẫn anh toilet đi anh sợ ma. Thấy chưa, ta kêu đâu. Thằng này dễ sợ quá. Tại sao ông kêu cậu dẫn? Dễ sợ quá. Em bị điên hả? Lúc đó em kêu cậu dẫn hay là em kêu chị Thúy Nga dẫn? Đúng rồi. Dạ. Thì chắc là từ lúc mà ổng về nhà em ổng ngủ rồi, chắc em ngủ đâu ngon đúng không? Tại đêm nào ổng bị giật giò. Dạ thì một tuần thì giật có 2-3 lần. Thì đó. Thấy giật giò dẫn đi toilet. Đến khi nào? Nó mắc bệnh tiểu đêm mà. Đến khi nào thì em giật giò ổng lại đó. Cái xong là khoảng tầm lúc mà tụi em biết nhau gần 6 tháng bắt đầu ổng mới tỏ tình với em. Cái em nói em đi ăn chè không? Cái xong em nói trong bụng trời thời buổi giờ còn rủ đi ăn chè. Thấy nó học sinh quá. Chè ăn bò biếu nước mía. Đó cái xong em mới nói đủ bộ. Thôi bây giờ mình ăn khác được không? Em quay mỏi bây giờ mình đi ăn khác được không? Chứ ăn chè mập lắm, nói em sợ mập. Với giờ em muốn ăn vậy thôi đi ăn bún riêu đi. Cái hai đứa dẫn nha, rủ nha đi ăn bún riêu. Lúc là chưa có ăn chay trường còn ăn mặn. Dạ. Rồi cái đó là mới nói với em à, anh á thì sự nghiệp chưa có. Tiền anh cũng không có. Anh chỉ được cái là anh chung thủy. Anh yêu ai là anh yêu suốt đời một người một thôi. Khi nào anh già anh chết thôi à, chứ anh không yêu người hai. Anh không có tiền nhưng mà anh có nhiều tiền anh sẽ cho em hết. Rồi anh sẽ cố gắng anh đi làm không có để cho em khổ. Siêu không? Siêu không? Thì em cũng tiếp xúc rất là nhiều người. Thì em thấy lúc đó là cái ấn tượng của em dành cho anh Bo là anh này ảnh cái kiểu như là có gì nói đó. Chân thành. Dạ.
em thì nói chung nhiều người lúc đó là nhiều người con trai của em, cái xong em nghĩ là ai mà nói cũng hay ba qua, giống như là đàn ông mà cua gái thì hay phô trương thân thế, là tài sản, là các thứ. Con anh này thì ảnh thật tình y là có sao nói vậy, nghèo thì nói nghèo đó, em thấy anh này cũng được. Thì nghĩ trong em chọn, dạ em nghĩ chọn. Trong lòng là thật sự là em không nghĩ lấy chồng sớm, em nghĩ là thôi nếu mà ảnh được thì mình cho cơ hội để tìm hiểu. Khi mà em thấy sự đón nhận em rất hạnh phúc, kêu bằng mãn nguyện. Mà giống như là cái mãn nguyện của em là được một người thương thật sự. Bây giờ là em với lại vợ em đã sống với nhau được là như vậy là 20 mấy năm? 21 năm. Dạ 21 năm. 21 năm rồi. Và bây giờ khi về sống với nhau rồi á, thì anh có đúng như cái lời mà anh hứa với em là chỉ biết một mình em không? Rồi có tật xấu gì lòi ra không? Bây giờ tới phần nhì rồi nha. Bây giờ phần nhì rồi. Lúc mà lấy nhau về rồi á, là em mới biết là anh này sợ ma thiệt. Có sợ ma có tật rồi, xấu nhưng mà tội bé tội, dạ. Nhưng mà cũng như nè chị, ban đêm á đi về, đi hát về thì thường thường hát mấy cái hội chợ chị biết rồi, khuya lắm, về tới nhà là 2 giờ sáng bắt đầu lôi con dậy hết. Lúc mà có một đứa con là lôi một đứa, lúc có hai đứa là lôi hai đứa, lúc ba đứa là lôi hết. Lôi làm gì? Hung dậy, bắt nhỏ dậy. Trời ơi, rồi thì sao em... con vợ có dậy không? Dậy luôn, không có quậy em. Mà đi qua phòng của con bắt đầu đè ra hung, quậy nhỏ khóc la làng sùm luôn. Chừng nào mà con nhỏ khóc mà đến rồi em qua em cự á, em thấy bây giờ sao, bây giờ anh muốn gì là mới chịu lầy. Rồi rồi với kết luận là lúc đó là nhậu hay là tỉnh táo? Nhậu hay tỉnh gì cũng vậy á, cũng vậy đó, cái lòi ra đúng không, tật lầy mà mê con đó, lầy lầy con. Rồi gì nữa, tiếp tục nữa nè. Dạ còn cái nữa chị, đi đâu là lo đi hết, là đùm túm. Dạ. Người có nhu cầu đùm túm. Đi du lịch, đi ăn, đi uống. Dạ bây giờ em bị quan là bây giờ em mới tốn nè. Hồi lúc trước tới giờ anh Phương Bình mấy anh chị em trong giới là gặp em cứ nói là con Sam của con Bo. Là bữa anh Phương Bình anh hỏi em, anh hỏi thiệt em, bộ em ghen dữ lắm hả? Sao bằng Bo đi đâu em cũng đeo cho con Sam vậy? Cái em nói không có, em nói thiệt mà, em đổi nhà không có cho mà đâu ai tin em. Bây giờ ngay mặt đây có chứng cứ. Bây giờ là mọi người sẽ biết nè. Bây giờ mọi người sẽ giải nỗi oan ức cho em, có nghĩa là nó bắt em đi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hiểu rồi, mọi người đã hiểu cho em rồi, có nghĩa là mọi người ơi, không phải là vợ Bo ghen mà ý là Bo nó bắt vợ con đi theo nó. Bây giờ hứa với em là đi không đùm đề, để con ở nhà gắn 4 cái camera. Ủa nghe, hiện tại em mấy đứa con? Dạ 4 đứa. Bốn đứa ơi. Gắn 4 cái. Trời ơi, anh tới 4 đứa luôn hả? Mai mốt mà có cái vụ gắn chip là nó đi bỏ tiền nó mua chip nó gắn luôn. Chơi luôn. Mà có ai nghi ngờ về giới tính của ông không? Dạ có. Rồi lúc em mới lấy chồng á, về làm dâu á, cái mấy người em đi chợ đi ngang cái mấy người sớm á, con nhỏ đó bồ vợ con Bo đó, vợ con Bo mới cưới, cái xong cái bà kia quay qua, bộ con Bo BD mà sao có vợ. Coi như là từ nhỏ tới lớn là tao nói ông này là bị mang tiếng đúng không? Dạ. Bây giờ vậy đi, em cũng đính chính khẳng định, luôn cái rồi. Làng Bo có BD không? Em khẳng định giùm cho cả thế giới biết đi. Dạ em chỉ nói câu chồng em là thích con gái nhưng mà dê trai. Đó. Trời ơi, như vậy là chưa. Vậy là chưa có rõ ràng. Thấy chưa, thấy chưa, thôi, ta bởi vậy. Thôi nghe nè, cứ để mọi người suy nghĩ về chồng mình và cái vụ giới tính đó là một ẩn số đi. Đúng không Bo? Chồng của em á là men đàn ông nhưng mà thích con gái thì mới lấy em đúng không? Nhưng mà đi ra đường ví dụ như bình thường là em ít có ghen là vậy, ví dụ như vô chỗ đông người, người ta đi hát mấy event đó chị, người mẫu có, hoa hậu có, siêu mẫu có, đâu lại chị. Ông Bo là ví dụ nè, hồi xưa em đi diễn đó là ông Bo đã bị cái bệnh này rồi, nó cưng khỏe cưng đó, chuyên gia luôn. Rồi bây giờ tới anh nè. Sao vợ? Tới em đó. Nãy giờ khui quá khui. Thì nếu mà nói về tật xấu của vợ em thì khi mà tới cái ngày ngày biết chị... rồi cái ngày mà nó là rụng đó. Ngày rụng nói chung là bứt rứt, thì con người mình mà tới đó là bứt rứt thì cộc cằn. Rồi cái mỗi lần mà cái gì mà nói cái gì không có hợp ý cái là đào đồng la đó, la lên la mà la vô bổ chuyện bốc đồng luôn là như không có chuyện gì, có nghĩa cũng là bực bội vô cớ đó. Bực bội vô cớ vậy đó chị. Về cái cách ăn uống sao khó khó ăn, dạ khó ăn. Khó ăn khó nuốt lắm. Đó cái nào đúng với khẩu vị thì mới ăn rồi. Dạ còn thí dụ chị ta không thích á là bắt đầu chị ta là không ăn, bắt đầu nổi máu xung thiệt khó chịu trong bữa ăn, khó chịu nữa đó. Khổ đói, như là em đói quá thì đó. Em mới cộng. Bây giờ nè, anh mong muốn suy nghĩ thay đổi điều gì? Em thì không muốn cái gì mà mãi mà cầu kỳ hết. Thì em muốn cho vợ em thay đổi một cái điều là thí dụ vừa rồi những cái chuyện mà em cưng con đó, em thương con thì bây giờ vợ cũng hiểu và mọi người cũng hiểu cho em.
thí dụ em muốn con kề cận bên em thì thôi từ đây về sau đừng có gì cằn nhằn em nữa. Dạ, tội nghiệp em chứ em đâu có làm gì nên tội đâu. Rồi thí dụ em ăn uống thì thí dụ em có cái gì em ăn đó thì đừng có cọc cằn nữa. Ở giờ Xuân Nhi nè, mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ em 21 năm rồi thì em biết là anh Bo rất là thương con, nhưng mà em muốn anh thay đổi một tí là thương là thương, nhưng mình nghĩ tới nó một tí. Giống như khi nào mà cái trường hợp nào thích hợp, như nghỉ hè hay là những ngày nghỉ lễ thì anh cho con đi. Có nghĩa là thương con cho đúng cách đó, đúng không? Đúng cái mong muốn. Thực ra vợ em nói cũng đúng đó Bo. Dạ. Hồi nó nít đó nhỏ thì không sao, mình đi đâu chị cũng bị cái bệnh giống y như em vậy đó. Đi đâu là cấp theo. Nhưng mà khi nó lớn rồi, mình phải lựa theo tuổi của con để mà mình biết cách đó em ơi. Dạ. Chứ mình không có cứ là ôm đúng gà rồi. Mẹ, gà con, gà cha, gà con hoài được đâu. Dạ. Cho nên là cho nên ý chị nói là mình phải chuẩn bị cái tinh thần là đến một cái lứa tuổi nào đó là mình phải tách. Mình phải tách, đúng rồi. Bắt buộc mình phải tách. Thì bây giờ hai vợ chồng chỉ còn cái khúc mắc đó thôi. Về cứ như là chịu khó tra Google á, với lại coi mấy cái phim mà về tâm lý mấy đứa nhỏ đó, là mình hiểu được là mình sẽ phải như thế nào với tụi nó. Dạ. Rồi cảm ơn anh Bo với Xuân Nhi đã đến đây đến với chương trình Vợ Chồng Son, chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị. Chúc anh chị sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng thương yêu nhau như thế này nha. Dạ. Rồi, xin chào. Tô Ban kiến tạo chuẩn mực. Thì tự nhiên có cái cảm giác mà kiểu mà hiểu nhau á chị. Thì tới lúc đó là mới bắt đầu là đánh sấy vô. Nghĩ ra nhiều thứ để cua lắm. Ví dụ như là nè, bây giờ anh làm thầy bói, anh bói cho em luôn nè. Tương lai của em á, em sẽ lấy được một ông chồng làm ca sĩ. Ca sĩ. Đó. Và bây giờ mời quý vị cho một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Chào hai anh chị. Chào tất cả các bạn xem đài. Em là Nguyễn Huỳnh. Em năm nay 30 tuổi và nghề nghiệp của em là ca sĩ tự do. Em thường là mình hát dòng nhạc nào? Thường là thính phòng với lại ballad. Chữ tình vừa thính phòng là dữ lắm đó nghe. Dạ. Nhưng mà bị cái là em không hát được bolero. Mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Trương Thị Ý Nhi. Hiện tại em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch và em đến từ Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế. Mà sao nói giọng miền Nam hay vậy? Nhưng mà vẫn còn nhớ giọng quê mình không? Dạ, em về quê thì em nói giọng Huế, nhưng mà ở đây thì em lại nói giọng của miền Nam để phải quen rồi đúng không? Dạ, mà em sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ, ở Huế. Ở Huế đúng không? Dạ. Em là em có em bé chưa? Dạ, hiện tại em vừa sinh em bé được 3 tháng. Đây là con cua mới lột. Đó, cho nên nhìn rất là trắng, nõn nà. Lần đầu tiên hai em gặp nhau là ở đâu nè? Thời xưa là bé này là học trò của bạn em. Thì tới một cái lúc rồi đó là hai đứa vô tình là chạm mặt nhau trong một show nhỏ của quận á. Em mới được add vào group. Thì em thấy con bé này nói chuyện kiểu mà cũng đi hát giống mình mà sao mà nói chuyện mà cứ e thẹn á. Là đó giờ em mới gặp lần đầu luôn á. Cái em mới vô Facebook em xem kiểu mà giản dị á. Từ đó giờ em quen toàn là mắt tím môi hồng đồ lộng lẫy rồi không à. Dàn gió mới đó chị. Kiểu vậy. Nhắn tin làm quen rồi bạn cũng đâu có chịu đâu có trả lời đâu. Không thèm trả lời. Mình em nói chuyện mình vậy. Trời. Lúc gặp lại thì em mới nhận ra là 2 năm trước đã từng đi chung một show rồi. Là có duyên đó. Dạ, nhưng mà lúc đó ảnh tới trễ chị, cho nên em thì em lại rất là ghét ai không có đúng giờ. Sau khi ảnh nhắn tin làm quen em á thì em mới nhớ lại là cái đã từng gặp người này rồi. Bây giờ mới có duyên để gặp lại. Dạ, là và em không thèm trả lời luôn. Dạ, em không thèm trả lời. Không thèm trả lời. Dạ, vô tình trên trang Facebook của em á mới hiện lên cái clip anh này hát live thì em nghe rất là hay. Thì em với bình luận em nói là chừng nào anh đi hát ở chương trình nào á thì anh cho em một vé đi xem nha. Ảnh mới vô nhắn tin lại thì em mới trả lời. Quỳnh em hát lại thử chút xíu cái bài mashup mà tạo ấn tượng của vợ em bây giờ đi Quỳnh. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì anh đã cho lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gánh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em,
như ngày ta bắt đầu. Nhìn vào sâu đôi mắt, em có biết trong anh muốn nói điều gì? Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Người làm anh gục ngã bằng ánh mắt đôi môi cứ chỉ mỉm cười. Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời. Hay quá. Cái này là cái kiểu gì nè? Trời ơi. Bây giờ nếu mà bạn coi qua màn hình đúng không? Ừ. Bạn nhìn vào ánh mắt của bạn này thì lúc nào mình cũng nghĩ là bạn ấy đang nhìn mình không à? Dạ. Bởi cho nên là không phải mình em đổ ở cái bài massage này đâu, mà bất kỳ ai mà khi nghe cái bài này cũng tưởng là bạn này dành riêng cho mình hết. Dạ. Đúng không? Dạ. Và em nghe cái lời lẽ của nó đốt cháy con tim của chúng ta. Dạ. Em muốn rụng tim. Ừ, rụng tim. Không, anh nhìn vào đôi mắt của em lúc khi mà em nghe anh hát hồi nãy, anh cũng thấy là có chút gì đó nó rất là lung linh. Hồi tưởng lại nó vẫn như phút ban đầu. Như phút ban đầu đó rồi Vì sau cái đó thì bao nhiêu lâu tụi em chính thức gặp nhau ngoài đời? Trước cái show đó là tụi em phải đi tập trước. Bữa đó hẹn nhau tập ở nhà thiếu nhi. Vừa ngồi xuống thì anh nhìn qua, anh hỏi em uống gì không. Ừ. Em nói em không uống gì hết. Sau anh câu thứ hai anh hỏi làm người yêu anh nha. Trời ơi, rồi. Sao nhanh như vậy? Em cũng bất ngờ nữa vì em thấy rất là nhanh. À, trước đó có một lần nữa là gặp nhau ở phòng thu nữa. Là lúc đó anh bước vô là chỉ có nhìn nhau chứ chưa được nói chuyện gì hết. Thì lần thứ hai là anh hỏi làm người yêu anh. Ê, cái câu đó là cái câu tỏ tình thật lòng hay là bông đùa? Thật luôn anh, thiệt. Cái kiểu mà anh hiểu cái cảm giác mà tiếng sét khi mà đúng gặp chúng người á. Gặp chúng người cái em thì cũng thuộc dạng là đào hoa đó. Nhưng mà anh nói thiệt, lúc đó là em đã quen bao nhiêu cô trước đó rồi? Cần nói không em? Ký đơn duyệt mới nói nha. Ừ, nói đi. Cũng em nhiều đó anh. Cũng nhiều đó. Ừ, nhiều lắm, thiệt. Bây giờ cho phép nói là nói luôn. Nhiều lắm. Em không có được đẹp trai như người ta, không phải sáu múi mà cũng không có giàu có gì vậy đó. Nhưng mà được cái lưỡi không xương á anh. Là cua là chúng, cua là chúng à. Cho nên em không bao giờ sợ. Em đâu cần nói gì, em hát em dòm thẳng vô trong mặt người ta em hát thôi là người ta rụng nụ hết rồi. Bây giờ người ta đi coi hát không chứ ai đi nghe hát đâu chị. Giờ ta coi hát không phải coi đó. Em mặt đối mặt nè, đối diện là em cứ nhìn xoáy vô người ta em hát một cái là thôi xong hàng. Con mắt đa tình đó chị. Đó. Khi mà em nhận được cái câu hỏi là làm bạn gái anh nghe. Dạ. Lúc em đó em nghĩ như thế nào về người đàn ông này? Lúc đó em trả lời là không. Thì một thời gian sau cũng qua lại đi show chung rồi nhắn tin điện thoại các kiểu. Lúc đó quen từ khi nào cũng không quen đó. Là có một cái show mà em làm đạo diễn, em gọi bé này đầu tiên. Sau quá trình tập khoảng gần một tháng á thì tự nhiên có cái cảm giác mà kiểu mà hiểu nhau á chị. Thì tới lúc đó là em mới bắt đầu là đánh xoáy vô. Ví dụ như mình tập xong nha, tập nửa tiếng xong, nửa tiếng còn lại là bắt đầu cua. Nghĩ ra nhiều thứ để cua lắm. Ví dụ như là nè, bây giờ anh làm thầy bói, anh bói cho em luôn nè. Tương lai của em á, em sẽ lấy được một ông chồng làm ca sĩ. Ca sĩ. Đó. Lần hẹn hò đầu tiên đó mà hai đứa đi chơi chung với nhau đó. Em có ấn tượng gì về chàng trai chuyên hát nhạc đứng đầu này không? Anh là lần hẹn hò đầu tiên là em bị leo cây. Cũng có tật đó nữa. Dạ, hẹn em đi ăn ở quán đồ nướng. Thì sau giờ làm em mới tới quán đồ nướng đứng chờ sẵn luôn. Em gọi điện em hỏi là anh tới đâu rồi. Hôm nay anh bận việc anh không có tới được. Ông nói tỉnh bơ vậy luôn à? Ông nói tỉnh bơ luôn anh. Sau đó lần thứ hai nữa. Leo cũng nữa à? Lần thứ hai là tới trễ sinh nhật em. Leo đờ mi. Trễ mấy tiếng? Dạ trễ 2 tiếng rưỡi. Trời ơi có 2 tiếng rưỡi à Bin. Không tổ chức sinh nhật với bạn bè luôn, em ngồi em đợi ổng. Ông hẹn 8 giờ, 10 giờ rưỡi tới gọi điện cho em. Kêu là anh tới rồi nhưng mà em không có ra tại vì giờ đó em ngủ rồi chứ. Anh mới nói là bây giờ anh mới diễn xong hay là ra rồi xong rồi đi chơi, nhưng mà giờ đó em ngủ rồi, em đã tắm rửa lên giường hết trơn rồi. Em không đi chơi nữa, vậy là anh về. Tụi em yêu nhau mấy năm? Tụi em yêu nhau gần 3 năm. Sóng gió mà trong 3 năm đó nhiều lắm. Thứ nhất là gia đình, ai cũng nghĩ là giới nghệ sĩ là đào hoa. Thứ hai nó là công việc nó sẽ không có ổn định, cho nên là mấy anh chị đều khuyên lắm, khuyên bé thôi quen này không có tương lai đâu em ơi. Bây giờ hết người này khuyên tới người kia khuyên, bé nó cũng nhiều lần cũng đòi chia tay rồi. Cũng hoang mang đúng không? Hoang mang, em cũng hứa nhiều lắm chứ. Nói chung là cũng vì con bé cũng đi làm một vài công việc nhưng mà kiểu cũng không hợp, cũng quay về với nghề hát à. Nhưng mà em cũng đảm bảo là cái nghề hát sẽ mang lại cái thu nhập ổn định. Tới trước đám cưới mà còn xém bị hủy nữa mà. Do tác động của nhiều phía. Nhưng mà cái đó là từ phía khác. Nhưng mà có khi nào chia tay vì em
bản thân em cảm thấy rằng là mình bị thiếu tự tin? Thì đợt đó là 30 tháng 4 mỗi năm em nhắn tin thôi, thì quen nhau cũng hơn năm thì anh cũng sợ em khổ quá, hai đứa mình làm bạn là được rồi. Em có đồng ý không? Dạ không, em có một cái niềm tin rất là lớn ở chồng em, vì em nhìn thấy được là chồng em là một người rất là có tài và rất là có đam mê với nghề hát. Chia tay được mấy ngày? Em chia tay 30 tháng 4. Rồi sáng 2 tháng 5 quen lại. Thì đó, tại vì 30 tháng 4 một năm em mới đi hát đúng không? Em đi show đi hát thôi, sẵn vậy chia tay luôn. Đó rồi qua tới ngày kia là hết show rồi. Quay trở lại. Đó tôi biết quá mà. Nhưng trước đó là em đã gồng mình rồi, nói thôi kỳ này là phải cố gắng, không được miếp, không được yếu lòng, không được mềm lòng nữa. Cứ nghĩ là mình chia tay là mình quên hết, mình coi như là giải căm giải điếc luôn. Ghê, nó không phải là mùng 1 Tết, mùng 1 hay là 30 Tết á, chứ ra tưởng là từ 30 tới mùng 1 ông tưởng chia tay 2 năm. Ông tự mặc định á. Tụi em chia tay nhau tới 2 năm lận. 2 năm. Em chia tay từ đêm 30 Tết qua tới mùng 2 Tết mới quen lại. 2 năm. Nhưng mà đi về lại nói với em á là tôi chia tay cho mấy người biết á, cái chữ chia tay không phải dễ nói ra đâu. Xong rồi bỏ đi 2 ngày không liên lạc gì luôn. Có nghĩa là ông tự nói rồi, ông tự diễn giải rồi, dạ, ông tự tự hào. Không dạ phải đúng chị, tại vì trước đó là bé này vợ em á là chia tay với em nhiều lần lắm. Lý do tại sao em chia tay? Đòi chia tay với em hả? Đòi chia tay với em tức mà chị. Chia tay tại vì em đào hoa. Nhiều fan có những lần chia tay vì lý do đó không em? Nhiều lắm anh. Fan nữ cứ mò tới. Nhưng mà ổng có chủ động, ổng có đáp lại. Ổng cũng trả lời với người ta nữa. Moment tới là em chặn Zalo, em chặn Facebook, em chặn hết. Lấy Zalo của em chặn liền, xóa kết bạn, chặn luôn. Đó, làm trước, đánh đập phủ đầu trước liền. Nhưng mà em về em cũng gây ổng. Là xong rồi về bắt đầu mình giận hờn gây rồi đòi chia tay chia chân đồ đúng không? Dạ. Chia tay lâu không? Dạ cũng 2-3 ngày. Chia cho vui vậy thôi chứ chia gì. Chia tới 2-3 ngày. Bên đây chia là chia dằn mặt, bởi vì bên đây ta cũng dằn mặt lại. Thôi thật ra cái đó anh nghĩ đó không phải là sóng gió, không có biến cố gì đâu. Nó là những cái gợn nhẹ thôi. Bây giờ tụi em đã vượt qua được rồi. Dạ. Đó bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi, có em bé 3 tháng rồi. Thì bây giờ mình qua cái phần thứ nhì đi. Coi như đại hội vạch mặt đó. Vui tật xấu. Những thói hư tật xấu nào còn tồn tại, mình nói ra để mình mong muốn chồng mình, vợ mình thay đổi, để gia đình mình hạnh phúc hơn. Anh nghĩ là bắt đầu từ em đi. Người phụ nữ chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều sóng gió, chịu nhiều sự chia tay dài ngày. Không chịu nhiều. Chịu nhiều những cái áp lực và ghen mà không có nói được á, là tại vì chồng mình đào hoa quá. Nhưng mà giờ bây giờ đâu có bắt gặp được cái chứng cớ gì, đâu có nói được. Dạ. Tự ghen thôi. Rồi đó, bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì nhiều tật xấu lắm. Nhất là ở dơ. Cười gì? Ông mắc cười không quá. Ở dơ đâu. Đàn à. Ông á là hết 80% là bà vợ. Miệng nói ra cái là ở dơ nè, bừa bộn nè, bê bối nè, cẩu thả nè. Rồi vậy là hên quá, vậy là không phải có mình anh. Không nhiều rồi, ở dơ nè. Em năn nỉ đi tắm mình như con em vậy á. Buổi sáng là dậy tắm, kiểu như là đi thơm tho đi ra đường cho ai hưởng, còn tối về thú quắc bắt em hửi vậy á. Đó là không chịu tắm. Quan điểm sống của anh ấy một ngày tắm một lần, tiết kiệm nước cho gia đình không và phải cho chị ở dơ sống lâu chị ơi. Thì đó thấy chưa, khi nào 1-2 ngày không tắm rồi. Lâu lâu cũng có nữa. Em giặt đồ em phát hiện, em hỏi thì kêu tắm rồi, xạo tắm rồi sao không thấy áo quần. Mặc lại, trời ơi trời. Trời ơi trời, lòi tiếng Huế luôn rồi kìa. Dạ. Người ta bức xúc dữ lắm, ta mới lòi tiếng dùng miền của người ta đó. Rồi sao nữa, sao nữa, có cái tật gì nữa không? Hay là quên, hay quên lắm. Thí dụ như em nhờ tối nay em tan ca là 5 giờ rưỡi, anh lên anh chở em nha. 6 giờ rưỡi gọi điện, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà. Quên vợ. Trời luôn. Ơi, quên luôn chị. Thì cũng phải 5 ngày xin lỗi đó chị. Trời ơi, chứ sao nữa. Xin lỗi liên tục luôn. Bây giờ mấy cái tháng mà em ở cử, em đẻ á, thì em không có quản lý ổng được. Còn bình thường em đi theo là em như là ô sin vậy á. Tại vì đi mà để đồ ở đâu là quên ở đó. Có khi mất luôn đó, dạ. Vợ mà còn quên nữa không chị đồ. Rồi có nóng tính không nè, có nóng tính không? Dạ cọc lắm chị. Cọc tính. Bình thường rất là vô tư và hiền hậu, thánh thiện lắm. Rất là hài hước. Đúng rồi. Dễ thương. Mà khi đụng chuyện vô là rất là nóng tính. Rất là cọc. Đúng không? Nhà em là làm giàu cho dê chai dữ lắm. Mày làm đồ. Dạ cứ cọc lên cái là bay một cái bàn phím. Trời ơi sao mà chi phí quá vậy. Tính ra mà nếu mà em mà không có tính đó là giờ là em chắc phải mấy căn nhà lầu á. Trời ơi nó đập đồ không mà nó sắm nhà lầu đó. Trời ơi trời. Tại bàn phím em mua, tại vì em là xài là em hay là dân chơi game. Cho nên là bàn phím với chuột em mua toàn đồ mắc mắc không à. Mà thường em dẫn vấn đề gì mà em đập? Cũng ghen, là ghen. Cũng là ghen. Là cái kiểu mà cứ thấy người ta nhắn tin là quy chụp là ghen. Mà nói hoài à. Rồi có kiểu nữa im lặng.
Sáng nay kể tật xấu của cô ấy không đi? Đúng rồi. Đó, im lặng lắm chị. Tức là hay im lặng ở đây có nghĩa là giận mà không chịu nói đúng không? À, giận cái gì nè, buồn cái gì, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện em hay là buồn chuyện gì cũng không chịu nói. Mà cái tính em nóng nữa, cái gì mà bị cái gì là phải giải quyết liền. Phải giải quyết liền. Chứ không có để hoàng mai bực bội lắm. Đó. Rồi có gì nữa? Soi. Em lên sân khấu em hát hay ai cũng khen á, xuống bả chê. Thì luôn chị, nhiều lúc mà em muốn bỏ hát luôn chị. Chê nhỏ tự kỷ luôn á. Chê tự kỷ luôn chị, tủi thân lắm chị. Nè nha, hôm nay em hát bể hai chỗ nha. Không ai biết hát thôi. Hát lộn lời nữa. Rồi ha, hát sai lời ha, quên lời. Cái đó là tao quan tâm sâu sắc. À, bà góp ý. Nhưng mà cái tỷ lệ khen nó nhiều hơn, nó ít hơn tỷ lệ chê. Nghĩa là góp ý không đúng lúc, đúng là điểm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình thay đổi thôi. Xuống là đang lân lân trong chiến thắng thì cứ ôm cứ hung cái đi, trời ơi, chồng mắt hay quá, mới giọng chồng ngọt ngào á. Mà anh ơi, như nãy em nhớ là anh có bị hát lộn lời cái này. Đó, dạ. Thế chưa em đã nói rồi, lo học lời đi, không chỉ cứ chơi game hoài. Đó, ví dụ chị Vân nhắc là em nhớ nữa thiệt luôn. Cái vụ mà hung với lại cái vụ mà vậy ha, không bao giờ có nha chị. Thế là hết luôn hả? Không có hung nữa hả? Không bao giờ lãng mạn được chị. Thiệt. Ngày xưa hả, em lúc nào em cũng nào cũng hay bắt đầu suy nghĩ nha. Lên mạng học quá trời câu lãng mạn đồ, tỏ tình đồ. Nổi da gà chị. Bị nổi da gà. Thiệt. Rồi hả, đi mua quà nha. Trời hôm nay mua gì vậy? Tốn tiền. Không mặc. Mua hai cái đầm. Không mặc. Trời riết nóng luôn. Lấy đầm ra cắt luôn chị. Vậy đó hả? Tính nghe nóng mà. Thấy hả, vợ không có bếp xài. Bỏ tiền ra mua hai bếp cũng gọi là cua mà. Trời ơi, mua cái bếp chi vậy? Nhà có bếp lửa rồi, mượn người ta cũng được. Em không muốn giờ em thay đổi gì đó. Trong những cái điều mà em kể ra, cái gì em cũng muốn thay đổi hết thiệt. Lâu lâu cho anh lãng mạn chút chứ để hả gồng quá rồi riết. Tức là anh, khi anh lãng mạn đừng mọc ốc đó. Em phải nói cụ thể vậy đó. Khi anh lãng mạn hãy hưởng thụ đi, đừng có bị mọc ốc. Thưởng không chịu hưởng thụ chị. Thiệt. Còn em muốn chồng thay đổi gì? Em muốn chồng là bớt ở giờ lại, bớt chơi game lại. Muốn hai điều đó thôi. Dạ. Thì kể cho nghe mới. Giống cái vụ bếp á, anh Tuấn Anh nhà chị á, ông mua về cho chị những cái bếp nướng á. Dạ. Chị cũng, trời ơi ông xã, ôi em cần này dữ lắm luôn, nướng này ngon lắm luôn nè, này kia. Ôi thích quá à. Mình chưa kịp cái gì hết trơn á, qua ngày hôm sau ông mua thêm hai cái nữa. Trời đất ơi, chị mình khen khen đó. Đúng không? Nó mua thêm hai cái nữa. Rồi xong đó bắt đầu chị mới phải nói là anh ơi, nhà mình cũng có hai cái trước rồi á, có nghĩa là ông mua rồi mà không nhớ. Hết thảy là 5-6 cái á, xong phải đem đi cho mọi người này kia, nó để lâu nó cũng hư. Không mà thì mà theo kiểu mà chồng em có khi em cũng vậy luôn á, tại lúc đó em mừng quá mà tiện thấy vợ. Đó. Không mà thấy vợ lãng mạn được em mừng quá mà là đó. Cái gì em cũng quên hết là em đi mua liền luôn. Thông qua câu chuyện này chị mới nói một số mình không thể nào không lãng mạn với chồng được, mình cũng không thể nào mà mình khô khan với chồng mình được. Tại vì cái người đàn ông á, khi mà những cái gì họ làm được, họ rất cần một cái người để hưởng thụ cái điều đó. Mà cái người đầu tiên họ muốn đó là vợ mình. Cái đó thực sự là như vậy. Sau đó đến cha mẹ mình, nếu có con thì sẽ là con, rồi đến bạn bè. Bạn bè là sau cùng á. Ngược lại đó Quỳnh, vợ em bây giờ đang trong cái giai đoạn hậu sản, phải là một năm nữa thì vợ em mới ổn định về tâm sinh lý. Thành ra bây giờ ví dụ như có những cái lúc mà hơi cập cằn chút hoặc là mệt quá không muốn lãng mạn thì em phải thông cảm cái điều đó. Qua một năm sau bắt đầu á, em mở lại cái số này á, em mở lại cái số này trên YouTube cho vợ coi, nói nè vợ, đúng năm rồi ha, bây giờ là vợ hết cái thời kỳ mà hậu sản rồi. Vợ làm ơn á, vợ thay đổi những cái điều mà anh mong muốn đi. Em hiểu cái gì không? Hiểu, là hiểu, ok. Rồi, coi như đây là một quà kỷ niệm. Kinh nghiệm liền. Với tất cả những kinh nghiệm của Triệu Vân vừa chia sẻ, anh hy vọng là hai em ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Và chắc chắn rằng là hai em sẽ gặp càng nhiều niềm vui. Cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ. Cảm ơn hai em.